Nam chính của chúng ta đây rồi, Kang Tae-moo bảnh trai, con ông cháu cha nên tất nhiên khí chất phải nói là ngầu lòi luôn. Trên đường từ sân bay để đến công ty và tham dự bổ nhiệm chức giám đốc, anh ta thấy phần quảng cáo sản phẩm của công ty trông khá là bực mình, do không làm nổi bật được sản phẩm của công ty. Còn đây là nữ chính của chúng ta, Shin Ha-ji, trong công ty cô nàng này thường được gọi là trợ lý Shin, đi họp mà còn nguyên mùi dấu thơm vị tôm cá. Cá nhân mình thấy bạn nữ chính này có nét gì đó hài lắm và còn mê trai nữa. Phiên họp bắt đầu, tuy nhiên người đọc bài diễn văn nhậm chức lại là anh bạn thư ký Sung-un, chứ không phải là anh giám đốc mới, mọi người ai cũng bất ngờ. Lý do là vì anh giám đốc của chúng ta không muốn làm buổi lễ này, nhưng cả công ty vẫn chuẩn bị nên là phải bùng thôi. Rất chi là cá tính, nàng nữ chính khoái ra mặt luôn, còn bác chủ tịch áo trắng kia có vẻ bực tức lắm. Có thằng cháu đáng đồng tiền bát gạo mà cũng kệ giám đốc mới thích thì làm thôi. Quay trở lại văn phòng, hội chị em đang lên kế hoạch tổ chức tiệc liên hoàn kiêm mừng sinh nhật trợ lý Shin. Tuy nhiên sinh nhật của mình mà cô nàng không đến được, do có một cuộc hẹn khác rồi, đi gặp trai nên nàng ta mặt tươi rói luôn. Mà hình như nữ chính lúc nào cũng vui vẻ hết à, mà người hẹn gặp là một người tên Min U. Quay qua anh giám đốc mới, anh gặp bác chủ tịch thì ra thành tích của cậu ta chưa bao giờ thất bại ở dự án nào, nên nhìn cậu ta lúc nào cũng kiêu ngạo và đầy tự tin. Bác chủ tịch hối thúc cậu ta đi xem mắt, và kết quả chắc chắn là không chịu. Cô nàng trợ lý Shin đã đến điểm hẹn, dường như đây là buổi tỏ tình hoành tráng lệ, nhưng khoan hình như sai, đấy là màn tỏ tình của người khác. Rồi xong phim, vui vẻ đến nhưng chỉ nhận được một lá thư chúc mừng. Ở một diễn biến khác, anh giám đốc vẫn đang nghe phân tích, có vợ có lợi như thế nào, anh nhất quyết không. Thế là bác chủ tịch con nghĩ anh ta với chàng thư ký này là một cặp luôn á, đúng là nhấc cái đầu làm bác chủ tịch muốn nhập viện luôn, mà chỉ là giả bộ thôi nghe. Còn cái cô Ha-ji này về nhà giận cá chém thớt, nhân tiện quán gia đình có chút cãi vã nên lỡ rồi làm tới luôn, tính khá là bướng á mọi người. Suy cho cùng chỉ vì cái lá thư ấy, có vẻ như chỉ là tình đơn phương thôi. Sáng nay trên bàn ăn sáng, giám đốc Kang của chúng ta đã nhận lời đi xem mắt rồi này, chuyện vui rồi đây, cô nàng Hari đồng ý đi xem mắt thay cho bạn của cô ta. Mà mọi người chắc đoán được chàng trai đó là ai rồi, thôi chờ chút để cô Hari lên đồ đã, sắm đồ tô son kẻ phấn, bao lung linh luôn, phải công nhận con nét quyến rũ ghê. Vừa gặp nhau cái tật mê trai không bỏ, bị giám đốc Kang hớp hồn, mà lúc đầu nhìn cái danh thiếp biết ngay là anh giám đốc mới. Cô nàng xem mà muốn thụt huyết áp, đúng là định mệnh an bài, mà không đúng ra là đạo diễn an bài. Lúc này Ha-ji nghĩ mình đang trong thân phận của cô bạn Yang Seo, cô nàng chơi cho tới luôn, càng ngày càng nổi máu điên lên, mà xui cái chỉ làm cho anh giám đốc càng thích vậy mới đau, dùng chiêu cuối rủ anh giám đốc đi khách sạn luôn. Ai ngờ anh giám đốc đi thiệt, đúng là lầy gặp lầy. Tiếp theo xuất hiện một tình huống quái âm, tự dưng có người nhận nhầm đòi đánh ghen nữa chứ, nhờ anh giám đốc ra tay mới thoát được, định làm cho người ta ghét. Ai mà ngỡ gặp họa luôn, mà vô tình anh giám đốc của chúng ta đòi lấy Ha-ji làm vợ luôn. Tất nhiên hai đứa bạn rủ nhau đi ăn mừng, vì tưởng đâu thành công trong việc tạo hình ảnh xấu trong mắt anh giám đốc, vừa nghe điện thoại xong là dầu thúi ruột. Kiểu này lúc đi làm sao dám nhìn mặt giám đốc đây, thư ký Shin ơi, xui thật vừa bước vào thang máy là gặp luôn. Giấu mặt đi đâu bây giờ, thôi thì chuồn gấp vậy, lại rớt cái bảng tên, chắc chắn giám đốc Kang đã nhận ra rồi. Và còn tìm gấp thông tin cô nhân viên, ở cửa hàng tiện lợi có vẻ như. Đây là cặp đôi mới của chúng ta nè mọi người, anh thư ký và cô bạn thân của Ha-ji, đây đúng kiểu ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thiệt lâu, chính xác mà nói đây chính là tình yêu sét đánh mà cô nàng này đang tìm kiếm bấy lâu. Ở diễn biến tiếp theo, anh giám đốc lại hẹn gặp Ha-ji, lần này đã có số điện thoại của nhau rồi, định chia tay êm đẹp mà anh giám đốc cay cú, thử hỏi sao có người dám từ chối mình được cơ chứ. Rồi anh hỏi ý Ha-ji muốn được thử thách hẹn hò 10 lần, bởi lý do vì người thật sự anh muốn lấy làm vợ là Ha-ji, thế nên mới đòi hẹn hò để tìm hiểu những ưu điểm của anh ta. Nghĩ bụng sao mà tự tin quá, đúng đẹp trai lại tài giỏi như vậy, cô gái nào mà không liêu siêu, à mà trừ Ha-ji ra nhà. Chạy ra ngoài, Ha-ji gặp cậu bạn mình thương thầm, thế là tìm cách lép đại vào xe một người đi đường. Mà xui thay xe đó lại là xe của giám đốc Kang, đúng kiểu duyên trời định. Thế là giả bộ gần gũi với giám đốc Kang. Ai ngờ Min U vừa đi khỏi liền trở mặt ngay, nói giám đốc Kang đừng liên lạc gì nữa, không cần cưới xin gì hết. Anh giám đốc của chúng ta nào có vừa đâu, một mực đòi lấy Ha-ji làm vợ, Ha-ji thì với lý do không thích gì ở anh ta mà tiếp tục từ chối. Còn nói anh ta giống chim thủy tổ, mặt giám đốc Kang ngây ra chắc vẫn chưa biết loài chim này. Nói xong Ha-ji bỏ đi để lại những dấu chấm hỏi về loài chim thủy tổ trong đầu của giám đốc Kang. Trở lại với giám đốc Kang, về nhà thanh niên này chém gió nói bên kia đòi cưới mình, trong khi đang phải sấp mặt tìm cách để cưa sao cho người ta đổ. Vừa may đang chém gió thì Ha-ji set up một cái hẹn để gặp anh ta, vì phía Ha-ji và bạn mình đang tìm cách nói ra sự thật về việc thay thế nhau trong buổi xem mắt. Vâng, chỉ nhắn tin hẹn cái thôi là thanh niên kia tưởng bở liền, còn nghĩ rằng Ha-ji sao mà từ chối một người ưu tú như mình được. Anh thư ký thì liên tục đá xéo về con chim thủy tổ, không biết đến khi nào giám đốc Kang mới nhận ra đây. Tại văn phòng, sau khi bàn tán về giám đốc mới xong, điện thoại cô kế bên Ha-ji reng lên, ngạc nhiên thay cái tên người gọi đến lại là cờ rót của Ha-ji. Anh Min U nghe có vẻ thân mật lắm, và còn bảo là đang thả thính nhau, kỳ này con tim là Ha-ji lại lỡ nhịp rồi. Nhanh chóng Ha-ji tìm chỗ hai người họ hẹn gặp, đúng là đang cưa cẩm nhau thật rồi, còn tặng quà cho nhau nữa kìa, khổ thân cho mối tình đơn phương. Còn cái duyên nào hơn nữa, đã thất tình với cờ rát mà còn đụng mặt anh giám đốc Kang ở đây, đã thấy cô trượt chân đá phăng chiếc dép vô mặt người ta. Thôi thì chỉ đạo diễn mới gỡ được ca này. Thanh niên Kang ăn nguyên chiếc dép vẫn khá bình tĩnh, cho đến khi máu mũi nó rơi xuống. Cô Ha-ji này chạy tới khói may mà vẫn chưa giáp mặt nhau, một hồi lâu 77-49 giây gì đó, Ha-ji tìm được một lối đi khác, Sukana luôn vừa ra lại chạm mặt ở thang máy.
Nói gì nữa bây giờ, xin lỗi thôi, với lại cùng có cố ý đâu, coi như tạm qua được ải. Họ còn trao đổi vài vấn đề về công việc. Giám đốc Kang có vẻ khá vừa ý với cô trợ lý Shinhaji, tuy nhiên nhìn như vẫn chưa nhận ra người thay thế này. Quay lại nơi làm việc, thì ra ban nãy cậu Minwoo chỉ là đến trả quà cho người ta thôi. Lòng cô nàng Haji như đang mở hội, tưởng đâu mất Grab luôn rồi. Cặp đôi định mệnh nữ 8 và nam 8 của chúng ta đây rồi, ở ngoài mà va chạm xe vậy, 1 phút 30 giây là bắt đền rồi. Tuy nhiên tha cho anh đó giữ số điện thoại và gọi cho em nhé, mà khoan, trên danh thiếp có in tên Yangseo. Vô tình lại lộ luôn câu chuyện người thay thế, bạn thân mà kiểu thân ai nấy lo, khi được thanh niên kia hỏi về mối quan hệ với cô Haji. Cô Yangseo này bảo là cũng không rõ, cô Haji chỉ là người đóng thế, được thông qua trung gian thôi, và là người hoàn toàn xa lạ. Nói vậy thôi chứ hai người họ là bạn thân, việc che giấu chỉ để bảo vệ nhau, thanh niên kia chỉ hỏi có phải câu là lòi ra hết trơn. Còn đòi đưa Haji đến gặp, nếu không sẽ về mách phụ huynh của cô này. Lớn rồi mà còn chơi mách, kể ra nhìn anh thư ký Sung Hun cũng đẹp trai quá chứ. Cơ mà anh chàng này xem ra bắt đầu có ấn tượng với cô Yangseo rồi. Trong nhà của người ta anh giám đốc Kang như biến thành người khác, đúng kiểu con nhà người ta, giỏi việc nước đảm việc nhà, nói chứ đó là cách để anh ta xả stress. Cơ mà người ăn đồ ngọt nhưng sao vị lại cay. Đó là khi anh ta hồi tưởng về chú chim thủy tổ. Tội nghiệp Haji vẫn chưa hề biết về chuyện người thay thế bị giám đốc Kang nắm thóp rồi, và cuộc gặp gỡ này bắt buộc phải diễn ra, giờ là lúc thân ai nấy lo này. Định chuồn, ai ngờ giám đốc Kang tới sớm thế, đành nhanh chóng biến hình như muộn rồi lượm ơi. Đúng kiểu điều tra viên chuyên nghiệp. Cậu Kang hỏi tới đâu, Haji trả lời tới đó, xem ra anh ấy nghe lời cô bạn thân, nên tin cô Haji vì 800.000 won mới đi đóng thế, làm mất thời gian vàng bạc của anh ta. Cái kết là Haji nhà ta đòi đền bù bằng cách giúp anh ta bất cứ lúc nào anh ta cần. Câu hỏi tiếp theo, anh ta đặt ra chỉ đơn giản là trông anh ta có điểm nào mà Haji bảo giống chim thủy tổ. Tại vì lần đầu có người nói mình như vậy nên hơi ngỡ ngàng. Haji trả lời chỉ lại nói bừa để hủy việc hỏi cưới thôi, nhưng mà cũng hơi giống con chim đó đấy, mặt nhỏ cỡ nắm tay, ánh mắt dữ tợn, chân tay thì dài. Phe này, thanh niên kia về khó mà ngủ ngon được cho coi, tạm tha cho Haji và còn không quên dặn dò thêm câu tình cảm. Khi nào gọi cô phải bắt máy á, lặn luôn thì tôi đến quán gà mình gặp nhau nha. Ờ mà hỏi tên thật để lưu số thì Haji nói mình tên Ẩn Huy, tất nhiên Haji đâu có lưu tên giám đốc Kang, mà lưu thành chim thủy tổ. Về đến nhà giám đốc Kang báo với ông mình rằng, khỏi nghĩ tới chuyện cưới hỏi nữa, còn Haji lúc này thì đang tâm tình với cô bạn thân Yangseo. Có vẻ như cô bạn này được mẹ của Haji bảo kê rồi, xem như qua được chuyện. Còn ở bên nhà giám đốc Kang vừa bật tivi lên xem, gặp ngay cái tin về chim thủy tổ. Thế là cái cú gọi ngay cho Haji, nghe máy xong đúng kiểu cọc lóc kiểm tra xem. Cô nàng Haji này có nghe máy không hay lại mất tâm. Giám đốc Kang của chúng ta lại bị bắt đi xem mắt nữa rồi, cơ mà chuyện nhỏ với kinh nghiệm dày dẫn trong việc đi xem mắt của mình, chắc dễ dàng để từ chối thôi. Cơ mà lần này hơi bị nhiều người, đi xem mắt bằng cả trực thăng qua tận đảo bên Nhật luôn, đúng là con nhà có điều kiện có khác. Về đến nhà chỉ còn cách hoãn binh với ông mình. Khi nghe lịch trình ngày mai phải gặp và xem mắt thêm 20 người nữa, anh nói luôn mình có người yêu. Dù chỉ đơn giản là dẫn hơn cãi nhau một thời gian thôi, còn hứa sẽ đưa cho ông gặp cô ấy. Phe này tiêu rồi, còn ai ngoài cô Haji có thể giúp giám đốc Kang đây, đang làm mà chim thủy tổ gọi đến nói qua rước cô gấp, dù xa đến đâu cũng đến rước cho bằng được. Thế là đành chịu thôi, son phấn lên đồ gọn gàng và họ gặp nhau, không lăn tăn dài dòng giám đốc Kang vào thẳng vấn đề, muốn cô Haji hợp tác để lừa ông của mình. Nhớ lại lần trước, Haji đã hứa sẽ giúp giám đốc Kang khi nào anh cần, giờ phải tính sao đây, ở mà còn được gấp đôi con số 800.000 won nữa. Khoai khoai nghĩ kỹ thì có số tiền này sẽ giải quyết được khối chuyện gia đình và không còn vất vả cơm áo gạo tiền như trước. Nói thêm chút, trước kia Haji từng phải cực khổ nhiều, và đây là cơ hội tốt để đánh phăng số nợ trên vai. Thôi thì xem như miễn cưỡng đồng ý giúp người giúp đời vậy. Vừa hay quán gà đang chiếu phim ngẫm nghĩ, Haji thấy giống cuộc đời mình khi cả cái tên Di Yểm Vui này, giờ phút này cờ rót gọi cũng không vui nổi. Chim thủy tổ lại gọi để kêu ra ngoài quán gà gặp gấp, đi đâu mà giờ này không biết, vui vẻ biến hình cái ra gặp, trong xe giám đốc Kang soạn sẵn cái hợp đồng luôn. Haji thấy cái chạy liền bị giám đốc dí theo, lại đúng lúc gặp ông em út đi về, như mọi người cũng thấy đó, tầm này thì ký ngay thôi chứ đợi chờ gì nữa. Sau khi trải qua một nụ hôn bất ngờ, khiến giám đốc Kang của chúng ta bất tỉnh nhân sự, bản hợp đồng ngay sau đó được mang ra thảo luận. Tuy nhiên cô nàng Haji phát hiện vài chi tiết không vừa ý, ví dụ như nếu vi phạm hợp đồng sẽ bị phải đền giá trị gấp 100 lần. Nghe cũng hợp lý mà như nào có được lựa chọn, cô đành phải ký thôi. Tiếp theo cô bắt đầu được xem vài đoạn tư liệu để hiểu rõ hơn về anh giám đốc, có vẻ như cần phải học thuộc hết mới được nha. Anh giám đốc sinh năm 1993 thuộc nhóm máu B, tốt nghiệp sớm và nhập học Harvard năm 18 tuổi. À mà tốt nghiệp thủ khoa nữa mới chịu, còn là vận động viên điền kinh, tất nhiên mọi dự án của anh ở công ty đều rất thành công. Và điều cần nhớ quan trọng đây rồi, cuối cảnh mà hai người phải lòng nhau là lúc 2 năm du học ở New York. Và gia cảnh của nhà gái tóm tắt như sau, bố là luật sư, mẹ làm bác sĩ còn cậu em út đang là sinh viên, đúng chuẩn gia đình bình thường gia giáo. Cũng phải thôi, nếu nói là nhà bán gà rán, chắc chủ tịch loại từ vòng gửi xe luôn. Chốt lại cô nàng Haji sẽ gặp chủ tịch vào tuần sau nha. Thôi thì phải ráng nhớ thôi vì anh giám đốc đã bảo không chấp nhận sai sót nào. Tiếp đó có vẻ như cô nàng Haji đang rất cố gắng để thuộc lòng mọi thứ, dù bất cứ đâu cũng phải mang theo như đề cương, đến lúc đi ăn với cô bạn thân cũng phải học. Và nhiều chuyện chút có thông tin cho rằng vụ tai nạn của bố mẹ giám đốc Kang không phải là ngẫu nhiên, mà do có người sắp đặt và có thể là họ hàng, nên chủ tịch mới đuổi hết họ hàng làm trong công ty chỉ để bảo vệ cháu trai. Giang giang tiếng chim thủy tổ gọi Haji,
giờ này gọi người ta ra không biết có chuyện gì nữa đây, mà còn phải ở một không gian riêng và kín đáo. Thật ra là bắt người ta trả bài xem học thuộc chưa. À mà thật ra muốn dạy Haji thêm vài tình huống lắc léo. Ai ngờ còn bị Haji dạy ngược lại mới ghê. Dĩ nhiên toàn những hình ảnh lãng mạn mà cô nàng tưởng tượng ra. Lúc hai người gặp nhau có một chi tiết dưới mưa thì hơi dư thừa, nên là giám đốc Kang không vừa ý. Trên xe ngồi Haji ngủ quên, sắp tựa lên vai anh Kang rồi, ậy mà bị đẩy ra muốn trầm cảm luôn. Anh thư ký nhận xét Haji nhìn khá dễ thương, còn anh Kang kêu cảm xúc quá lố và dễ lơ đắng có gì mà đáng yêu. Nói chữ yêu hồi nào không hay nha giám đốc ơi. Cô nàng Yang Seo đang bị bố mình bắt đi xem mắt nữa, và cô phản ứng khá gay gắt, thế là đùng đùng dọn đồ ra ngoài ở bữa luôn, còn bị thu ngồi mấy cái thẻ ngân hàng để xem kỳ này có tự lập nổi không nha. Ái chà chà chết tiệt, hình ảnh Haji cứ quanh quẩn trong đầu giám đốc Kang. Ở nhà hàng Haji đã thuyết phục được cờ giáp của mình làm vài món để cô nàng chụp ảnh phục vụ cho công việc, nhìn cô nàng khá là khoái chí. Về nhà con nhanh chóng làm bản báo cáo gửi trưởng phòng liền. À mà cô nàng chỉ ngủ quên có xíu đến sáng thôi nha. Chị trưởng phòng rất hài lòng luôn, còn đề nghị Haji thuyết trình trước giám đốc. Căng rồi đây, không biết Haji kỳ này có nói năng lưu loát được không đây, rồi thì cũng phải ra trận thôi. Đúng kiểu mùa Covid đeo khẩu trang đầu kín bưng, mà công nhận có khẩu trang cái tự tin hẳn, hợp xong cái hết vui. Cô nàng tận mắt nhìn thấy hình ảnh tình cảm của cờ giót với bạn gái. Lần này thì là thật rồi nha mọi người, buồn hiu luôn, còn nhắn tin đúng là trong mắt cậu ta chỉ có mỗi ung ra bạn học lúc trước, yêu đơn phương mà công thêm thất tình nữa thì cảm giác sao tả được đây. Và rồi cô nàng bỏ lỡ chuyến xe bus về nhà, lúc này chim thủy tổ lại gọi, mà xui cái điện thoại rớt xuống cống nước rồi phải làm sao đây, thôi bỏ đi đang buồn muốn khóc mà. Giám đốc Kang nghe Haji khóc có vẻ như khá lo lắng, chắc cũng đang muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau giám đốc Kang không nhờ anh thư ký đưa đi nữa, mà đích thân lái xe đến đưa Haji đi, dự là một ngày đẹp trời cho coi. Lần đầu gặp ông bác đây còn nhận nhầm cháu dâu, thiệt là nguyên cục quê không biết quăng đi đâu. Mà nay cô nàng Haji trang điểm hơi lố vì sợ bị nhận ra, song lúc nói chuyện còn chém gió thành bão. Toàn ngoài kịch bản gì mà leo núi rồi còn ngắm sao trên đỉnh núi cả đêm, khiến thanh niên kia đứng hình mất 5 giây mới lốt kịp. Khi được hỏi yêu giám đốc Kang thật chứ, nếu yêu sao hai đứa lại chia tay, cái này ngoài kịch bản thiệt rồi. Nhưng mà Haji ứng biến tinh tế giống như từng trải qua chuyện như vậy. Cô bạn Yang Seo đã tìm được phòng và đang tiến hành sắp xếp lại hành lý. Ngạc nhiên chưa, hàng xóm của nàng ta lại là anh thư ký đẹp trai. Nữ 8 với nam 8 là một cặp chính xác rồi nha bà con. Vì chuyện mưa mà anh giám đốc chỉnh Haji một hơi luôn, sau đó chủ tịch mời cả hai đi ăn bánh bao hấp. Haji đồng ý cái một, còn giám đốc càng khá khó chịu. Bánh bao này ngon á, hai người họ nhìn hợp nhau ghê luôn. Luôn tiện ông bác còn bàn giao, ông nhờ sau này nhớ yêu thương thằng cháu nữa. Sukarna bị ông thấy vé xem hòa nhạc, thế là bắt cả hai đứa đi xem luôn. Nhà mới thuê có bé dán bỏ vào, sợ quá cô Yang Seo bay ra ôm đúng ngay anh thư ký cha. Mình nói có sai đâu, này đúng duyên trời định rồi, nhờ anh trai vô bắt dán, mà ảnh bày vẽ xịt thuốc muốn banh cái lỗ mũi mà con dán chưa chết. U là trời, hóa ra thanh niên này cũng sợ dán, cứ xịt miết cuối cùng bé dán cũng ra đi thanh thản. À mà cô này ngỏ lời làm bạn mà bị anh thư ký từ chối nhanh gọn. Bác chủ tịch này tận tình quá, đưa đôi bạn trẻ đến tận buổi hòa nhạc, không khí vui vẻ như này. Mà mặt anh giám đốc căng hơn cả dây đàn của mấy anh nhạc công luôn. Ngạc nhiên thật, quả nhiên buổi hòa nhạc này, tiết mục mà cờ giót của Haji dành tặng cho Haji để làm quà sinh nhật. Nếu muốn nghe anh trên sân khấu hát, mọi người có thể tìm bản full để xem nha, cũng hay lắm á. Vừa nghe hát làm cho Haji nhớ lại vài ký ức, khiến cô cầm không được nước mắt. Đang bơ phờ đi trên đường, xíu nữa lại đụng vào người ta. May có anh giám đốc nắm tay lại, vừa đi hai người tâm sự về mối tình đơn phương của Haji mà phải công nhận có quan tâm, thì mới để ý những chi tiết nhỏ vậy đúng không mọi người. Ui chà, bụng Haji kêu to, thế là hai người đi ăn nhẹ. Lúc nghe điện thoại, không may Haji ăn nguyên quả bóng vào mắt, giám đốc muốn đỡ cũng không kịp. Trước khi lên xe, Haji khuyên giám đốc Kang đừng yêu đương giả nữa, không giúp ích gì được về lâu dài đâu. À, trước khi về Haji còn tặng giám đốc Kang cái túi xanh xanh, trong đó có hai con búp bê nhỏ ghi là khi buồn nhớ tâm sự với tôi nhé. Sáng hôm sau mắt Haji sưng vù cả lên, không biết lo sợ vì xấu hay lo lên công ty sẽ bị nhận ra đây, rồi luôn bước vô thang máy là gặp luôn á. Cô tiếp tục che giấu thân phận của mình với giám đốc Kang và bác chủ tịch, rất may kịp xử lý vấn đề lúc trong thang máy, nên coi như Haji lại gian nan mà thoát được một lần nữa. Tiếp theo giám đốc Kang đến buổi thử và kiểm tra các món ăn do nhóm của Haji làm, mà cụ thể hơn là cậu bạn Minwoo này chế biến, và có vẻ như giám đốc Kang khá hài lòng. Còn cái cô Haji này đang trốn trong toilet vì sợ ra ngoài lại gặp giám đốc Kang, luôn tiện nghe mấy nhân viên khác khen các món ăn của team mình mà nở cả mũi. Hẹn gặp cậu bạn Minwoo lần này, Haji của chúng ta tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Chắc chắn cô nàng này đã nghĩ thông suốt và đã phần nào vơi đi nỗi buồn của mối tình đơn phương 7 năm ròng rã. Yang Seo đang chờ Haji ở ngoài thì phát hiện anh chàng thư ký cha lái xe cùng giám đốc Kang đang vào nhà hàng, nơi mà Haji đang trò chuyện với bếp trưởng Minwoo. May quá Haji kịp thời thoát thân ra ngoài để bắt máy của Minwoo, không thôi là lộ tẩy hết rồi. Hai cô nàng này đang tâm sự về việc thư ký cha là hàng xóm mới của Yang Seo, và cô nàng còn bị từ chối thẳng thừng do có liên quan đến vụ lừa gạt giám đốc Kang ở đoạn trước, kiểu mấy chị em gặp nhau thì có 77-49 chuyện để tám. Hai cô nàng nói khá là lâu, nhưng cuối cùng Haji của chúng ta có vẻ như đang bênh vực cho giám đốc Kang, trong khi Yang Seo nói xấu về anh ta. Thuyền sắp đến bến bờ rồi á mọi người, cùng chờ xem có đúng bến không nhé. Trở lại nhà hàng, đúng như dự đoán, giám đốc Kang đang tò mò về mối quan hệ của Haji và Minwoo. Có vẻ như anh ta đang nghi ngờ một điều gì đó. Bằng chứng là anh ta thường gái rất quý trọng thời gian, nhưng hôm nay lại bỏ thời gian quý báu của mình.
chỉ để đợi bếp trưởng Min Uza và hỏi thăm về mối quan hệ 7 năm của anh ta với trợ lý Shin Haji. Nhưng lúc trên xe, giám đốc Kang chỉ nghĩ là có người với người giống nhau thôi. Về đến căn hộ của mình, ấy chà chà anh thư ký Cha đi một hơi qua khỏi cô bạn Yang Seo này luôn, mà không thèm buồn nhìn và chào hỏi cô ta tiếng nào hết. Nhưng mà cái kết là anh này chỉ muốn nhanh chóng đổ bọc rác kia thôi, vì sợ bốc mùi ảnh hưởng đến xung quanh. Đúng là quê một cục luôn, tầm này thì xin lỗi thôi chứ sao giờ nữa, tự ái quá đi mất. Nhưng mà không sao, có công mài sắt có ngày nên kim, mình tin cặp này sẽ thành đôi sớm thôi. Thư ký Cha lại đến nhà giám đốc Kang, nơi đây có cách bày trí nói chung là khá tối giản, trong phòng riêng thì đầy sách cùng những bức ảnh gia đình. Đủ thấy giám đốc Kang khá tình cảm và có lẽ làm bạn với sách khá lâu. Khi qua nhà chủ tịch, ba người họ ăn sáng cùng nhau, không khí này thật vui vẻ và chủ tịch rất thích điều này. Tuy nhiên trên bàn ăn chủ tịch cứ nhắc liên tục chuyện cháu dâu, còn kêu cưới nhanh khiến giám đốc Kang khá bực mình. Cuối cùng chủ tịch tung chiều cuối, ông đưa ra cho giám đốc Kang hai sự lựa chọn, một là lấy vợ trong năm nay, còn hai là một tuần giám đốc Kang và thư ký Cha phải qua đây ăn cơm hai bữa trong một tuần. Nghe xong hai người muốn sạc cả cơm mà bất ngờ, ý chủ tịch quá rõ vậy rồi còn gì, người thì công việc với lịch trình nhiều không có thời gian kể, thì nhà xa quá dậy sớm rất mệt. Rồi sau khi kiểm tra lịch trình trong tuần của thằng cháu yêu quý, ông phát hiện ra đến cả kỷ niệm một năm quen nhau của giám đốc Kang và cô Shinji ẩm tức Haji nhà mình, mà anh chàng cũng quên phải đợi đến khi ông nhắc mới nhớ, cụ thể là vào thứ bảy này. Thế là bị chủ tịch giảng bài một hơi dài, còn làm sao nữa đành phải rời lịch trình lại để set up một buổi hẹn hò với Haji thôi. Hôm nay là ngày cả team Haji đi quay quảng cáo cho công ty, và họ đang trên chuyến xe để di chuyển đến một nơi trồng rau rạch ở ngoại ô để làm clip. Đúng lúc chủ tịch đang đi thăm vườn rau của mình thì thấy nhóm nhân viên đang quay, và ông quyết định dừng lại một chút để động viên mấy anh chị trong đoàn. Tất nhiên lần đầu làm chuyện ấy và cũng không phải dân chuyên nghiệp nên họ lúng túng và thường xuyên quên thoại. Khi đến vị trí của Haji, cô nàng bắt dính nhưng ngã sấp mặt, xui cái gì đâu cô nàng nhìn thấy chủ tịch đến. Còn sao nữa, lo mà tìm đường núp lùng núp bụi thôi, u là trời cô nàng hậu đậu còn để quên cái điện thoại ngay ghế của chủ tịch luôn. Đang trong trạng thái nguy cấp thế này, lúc nào không gọi nữa. Đúng lúc này chim thủy tổ gọi đến, cô nàng vắt chân lên mà chạy một mạch tìm chỗ kín đáo để gọi lại, đúng kiểu lòng tự tôn cao, phải đúng số dây thì giám đốc Kang mới chịu bắt máy. U là trời, tin được không, giám đốc Kang còn mời Haji đi ăn tối nữa mà cuối cùng bị Haji từ chối rồi do cô bận đi làm. Đã vậy giám đốc còn thắc mắc công ty sao mà lại bắt nhân viên đau mắt như thế còn phải đi làm. Và rồi chủ tịch bị đau bụng định đi vệ sinh, ai dè cha áo trắng kia dắt ông đứng trước toilet mà cô trợ lý Shin Haji đang ngồi trong đó. Người ta tới câu chuyện rồi mà cô nàng còn nhây, kết quả mọi người cũng thấy đó, chủ tịch ngã nhào ra thao nước mà thôi kệ đi thoát được một lần nữa rồi. Cuối cùng video clip quảng cáo cũng hoàn thành, họ còn gửi cả video hậu trường cho giám đốc Kang duyệt. Còn chủ tịch về nhà bầm dập cái lưng luôn, khổ thân thiệt chứ, có thằng cháu đáng đồng tiền bắt gạo, không ủi an thì thôi, đã vậy còn mỉa mai ông của mình. À, ông có vẻ khá là cay cú cô trợ lý Shin ban sáng, vì lúc nào cô cũng bí ẩn với mái tóc xù xù như vậy, làm sao mà bằng với cháu dâu tương lai của mình được. Thôi rồi, vụ gì đây, chim thủy tổ gọi đến và anh ta bảo rằng mình đang ở trước nhà cô vì có đồ cần đưa, không cho anh ta đến nhà họ hẹn gặp nhau ở công viên. Haji bả mặc nguyên cả bộ đồ kín bưng, thì ra là ông muốn gửi thuốc cho Haji vì nghe cô bị sưng mắt, kể ra chưa gì mà ông cưng cháu dâu tương lai chưa kìa. Mà chưa hết, khá ngượng ngùng giám đốc Kang đưa cho Haji thêm ít thuốc do anh mua, tính ra giám đốc Kang đâu có lạnh lùng lắm, cũng vẫn ấm áp đấy chứ. Về đến nhà họ không ngừng nghĩ về nhau còn cười mỉm nữa, hôm nay là thứ bảy, để xem họ ăn mừng kỷ niệm một năm gặp nhau ra sao nhà. Họ đến một cửa hàng sang trọng, chỉ là chờ thử đồ thôi mà, bàn chờ đủ đồ ăn thức uống như đi nhà hàng 5 đến 6 sao. Lần này cả hai phải diễn như thật để ông không nghi ngờ, cô nàng thử khá nhiều quần áo khác nhau. Nhìn ngẩn ngơ hồi lâu, thế là giám đốc Kang đã đồng ý với bộ này, cả hai đang trong một nhà hàng sang trọng, toàn những món đặc nhiệt mà Haji chưa từng thấy. À mà có mấy món là do giám đốc Kang làm ra, điều này khiến Haji khá ngạc nhiên. Chết tiệt, bộ đồ này chật eo quá, khiến cô nàng ăn uống không tự nhiên được, đã là duyên trời định thì đến đâu vẫn có lý do để gặp nhau. Cặp nam 8 và nữ 8 vô tình gặp nhau ở phòng gym, cơ mà thư ký Cha có vẻ không quan tâm lắm, còn cô Yang Seo thì khá ưng cái body cực phẩm này. Trở lại với cặp tình nhân trẻ, cô nàng Haji này vừa khom xuống nhặt đồ, bất chợt nghe tiếng sẹt. Giám đốc Kang tinh ý hiểu ngay, thế là che chắn cho cô liền, hai người cuối cùng cũng xong việc ở nhà hàng. Vừa ra ngoài Haji bị trượt chân, giám đốc Kang quỳ gối xuống mang lại giày cho cô. Đúng chất xoái cả ngôn tình, rồi một bản nhạc cả vui vẻ vang lên, kế đến là màn pháo hoa hoành tráng dành cho hai người. Trước giờ chỉ xem qua TV, lần này được xem pháo hoa thật nên Haji rất vui và giám đốc Kang cũng vậy. Buổi hẹn hò kỷ niệm một năm giả này của họ diễn ra thành công và ai cũng vui cả. À, Haji để quên cái ví trên xe nên anh đành quay lại để đưa cho cô. Ai mà dè phát hiện ra cô nàng chính là trợ lý Shin ở công ty, cả ở trong chứng minh thư và cuộc điện thoại kia đã xác nhận điều đó. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cô nàng Haji bị giám đốc Kang phát hiện thân phận thật rồi. Cơ mà cô nàng vẫn còn khá vô tư, có vẻ như nàng ta vẫn chưa nhận ra việc mình bị bại lộ. Hôm nay cả nhà đang ngồi ăn cùng nhau, à mà còn có cả cậu bạn Min U đích thân nấu cho nữa. Trở về nhà với tâm trạng khá là cục xúc, giám đốc Kang của chúng ta nhanh chóng tìm đọc lại hồ sơ của trợ lý Shin Haji. Đúng là tưởng xa tận chân trời, ai mà dè lại gần ngay trước mắt, hóa ra mình lại xem mắt với gái cơ quan, nghĩ mà nó cay cú không chứ. Mà ngẫm nghĩ lại thì đúng là cái cô trợ lý Shin Haji thực sự có vấn đề, lúc nào hành tung cũng khá bí ẩn. Sáng hôm sau, Shin Thủy Tổ gọi Bạch Tuộc Haji trả lời, cô nàng nhanh chóng có mặt dù đang giờ làm ở công ty.
Rõ ràng thanh niên muốn chơi trò mèo vườn chuột đây mà, anh chàng đang hỏi Haji vài vấn đề về nơi cô làm việc. Nói đúng hơn là cha hỏi Haji trong thân phận di ẩm. Đúng là khả năng có hạn nhưng bản tính chém do có thừa câu nào Haji cũng đáp được. Tiếp theo giám đốc Kang bảo thư ký cha sắp xếp lịch họp với nhóm phát triển sản phẩm của Haji. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, vác chân lên cổ cho kịp chạy về họp với sếp Kang thôi. Thù này không thể không trả, sếp Kang chơi cho tới bến là cái chắc rồi. Tội nghiệp cô nàng Haji của chúng ta. Cuối cùng cùng đến công ty, mặt chạm mặt nàng thì ngượng ngùng, con chàng thì đằng đằng sát khí. Rõ ràng là làm khó người ta mà đòi cắt 20% chi phí trong một sản phẩm, lệnh là lệnh thực hiện theo yêu cầu sếp lớn thôi chứ sao giờ. Thư ký cha đang thắc mắc tại sao phải bắt làm lại món mì ý nhân nhồi do nhóm Haji phát triển. Vì thư ký cha quá hiểu giám đốc Kang, từ xưa đến giờ thanh niên này có khi nào vô lý vậy đâu. Và câu trả lời là tại cái cô Haji đó chính là di ẩm. Đến thư ký cha còn không tin ngay được, thì việc giám đốc Kang nhà ta bị lừa cũng quá là điều bình thường luôn. Tất nhiên cô ta đã phạm phải một sai lầm lớn, và việc của giám đốc Kang là từ từ khiến cô ta nhận ra sai lầm của mình. Nhìn mặt giám đốc là biết độ uy tín của lời nói rồi. Ở công ty lúc này Haji đang phải cố sống qua ngày, làm gì cũng không vừa ý giám đốc. Bỏ công làm đi làm lại biết bao lần mà giám đốc Kang cứ kêu làm lại miết, đến bước chưa nếm thử đã kêu người ta làm lại. Ái chà, hôm nay chủ tịch đến công ty đột xuất, thấy mọi người có vẻ khép nép nên chủ tịch thắc mắc rằng sao ai ai thấy giám đốc Kang cũng né, rõ ràng hành người ta sắp mặt vậy biểu sao không né cho được. Nói rồi ông nhìn về khi cái bảng có tấm hình trên Haji mất 3 giây, để chủ tịch nhận ra ngay cái người làm mình té vô chậu nước hôm ở vườn rau, tới giờ ông vẫn khá là cay cú. Đang ngồi ăn bàn về buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty, giám đốc Kang quay sang trái và nhìn thấy Haji đang vui vẻ trò chuyện cùng anh bạn Minu. Đôi mắt hình viên đạn đằng đằng sắc khí đang nhìn về phía mình, khiến cho cô nàng sợ té khói. Chủ tịch đòi gặp Haji tức gì ẩm á, giám đốc Kang đâu có ngại nói sắp xếp nhanh nhất có thể. Nói rồi hẹn gặp luôn cho nóng, anh ta bảo Haji đến tham gia buổi tiệc mừng ngày thành lập công ty vào ngày thứ bảy. Cô nàng lấy lý do đi ăn cưới của bạn thân nên có thể không đến dự được. Ai mà ngờ giám đốc Kang kêu đưa thiệp đây, anh ta mang hoa và tiền mừng đến luôn. Vậy nên Haji nhà ta rời luôn đám cưới bạn thân đến tuần sau cho tiện, xong lại nói hôm thứ bảy nhà có đám giỗ cơ mà cũng bị giám đốc bắt bài. Còn chiêu cuối kêu công ty đang trên bờ vực phá sản, thế nên toàn thể nhân viên ngày nào cũng tăng ca hết á, nên là không tham gia tiệc ở công ty anh được. Giám đốc Kang cũng nào có vừa đâu, tung ngay tuyệt chiêu cuối, lấy chuyện vi phạm hợp đồng ra đe dọa. Chắc đường cùng rồi cô nàng này cũng phải đồng ý đi thôi. Định tâm sự nhờ bạn Yang Seo giúp đỡ chút tiền lên hợp đồng, ai dè bạn còn thảm hơn mình, đáng trách số mình đen thôi. Tại nhà thư ký cha, giám đốc Kang đang giúp lau nhà và dọn dẹp xương xương. Ái chà chà, anh ta phát hiện ra một biểu phẩm có tên của cô nàng Yang Seo. Thì ra là do cô nàng này ghi nhầm địa chỉ nhà người ta. Bên ngoài xem tí chạm mặt rồi, Yang Seo đưa Haji đến phòng chơi. May mà có thư ký cha cản lại. Thư ký cha có ý bênh Haji, muốn giám đốc Kang ngừng hành hạ Harry. Vì dù sao giám đốc Kang cũng là người đề nghị bản hợp đồng này. Haji để ý món quà mà anh hàng xóm tặng cho Yang Seo, có vẻ như cái đèn đó là một camera quay lén. Trở lại công ty lần này món mì ý do Haji đảm nhận, đã sắc sắc nhận được giải siêu phẩm. Mừng quá chắc là hết bị hành rồi mọi người ơi. Á mà khoan, ở buổi lễ này Haji sẽ được giám đốc tận tay trao giải. Phải làm sao đây, kỳ này sao mà phân thân được cho tròn vai đây. Có vẻ như cô nàng sẽ cáo bệnh để khỏi dự tiệc ở công ty, rồi dùng thân phận di ẩm đến, như vậy sẽ đỡ phải đền hợp đồng. Bên kia chiến tuyến giám đốc Kang cũng đâu có vừa, bày binh bố trận sẵn sàng đợi Haji vào lỗ thôi. Thì ra giám đốc Kang gửi nguyên lãng hoa đến nhà Haji, còn mời cả gia đình cô đến dự tiệc trao giải siêu phẩm. Phe này thì toi rồi, trốn đường nào đây Haji ơi. Không khí tại buổi tiệc hôm nay trang trọng mà khá đông khách đến dự nữa, dường như cô nàng trợ lý xin vẫn chưa đến. Ai mà ngờ em đến đây từ chiều, trong thân phận di ẩm cháu dâu của chủ tịch, ngồi chung bàn với chủ tịch luôn. Cả nhà Haji đã đến, cô nàng liền xin phép đi vệ sinh, ai dè đụng chúng mẹ mình bị nhận ra cái mục luôn. Xin lỗi nha, chỉ là lo quá thôi. Cô nàng đang mê ngủ thì giám đốc đến, món thử của hôm nay cũng khói lên nghi ngút rồi. Về đến nhà giám đốc càng bị ám ảnh bởi mấy lời xin lỗi trong lúc ngủ mơ của Haji. Chắc anh chàng này thấy động lòng rồi nên mới suy nghĩ lung tung vậy. Mối duyên trời định, đang xếp hàng vào quán thì ông chủ quán nói rằng ai đi một mình có thể vào mà không cần xếp hàng. Ai ngờ đâu vào ngồi kế ngay anh thư ký. Nhớ lại lời anh chàng này nói lúc ở chung cư nên cô nàng vẽ ngay một đường ranh giới, đúng kiểu nước sông không phạm nước giếng. Tối nay cả nhóm đi ăn mừng giải siêu phẩm mà Haji cứ mãi uống rượu, tất nhiên có ai thấu được nỗi lòng này. Ai nói gì nói, ta uống ta say thôi. Cô còn đề nghị phó phòng lên nhận giải thay mình. Nhìn anh phó phòng khóc mà Haji cũng không chịu được, đúng là nhóm đoàn kết tốt. Ái chà chà, nửa đêm nửa hôm bạch tuộc gọi chim thủy tổ trả lời, thế là mượn rượu giải bày, vừa nói chuyện điện thoại còn kiếm chuyện với hai đứa nhóc đang hút thuốc. Đang nói chuyện bất chợt nghe cái rồi cô tắt máy ngang, làm giám đốc Kang chạy khắp nơi tìm Haji, rõ ràng là quan tâm người ta lắm mà. Cuối cùng giám đốc Kang cũng tìm thấy Haji đang ngủ trong đoạn ống trượt, luôn miệng làm nhảm bên tai giám đốc Kang, cứ bảo là mình đang mơ. Vì đời nào giám đốc Kang lại chạy đến bên cô như thế này, và vì là mơ nên có nói cho anh ta một bí mật rằng tôi xin Haji chính là xin di ẩm. Nói ra thế này đúng là lòng nhẹ nhàng hẳn, giám đốc Kang ơi sao mà giận người ta hoài cho được đây. Rồi hồi lâu cậu em đến đưa Haji về, để lại trong đầu giám đốc Kang mớ suy nghĩ hỗn độn, lẽ nào mình đang xem giả là thật ư? Sáng hôm sau Haji vẫn không nhớ mình về nhà bằng cách nào, và dường như cô nàng chẳng còn nhớ gì về chuyện gặp giám đốc tối qua, chỉ thấy tin nhắn kể từ nay cô di ẩm bị đuổi việc và không gặp nhau thêm lần nào nữa.
Tinh thần Harry phấn chấn hẳn ra, vì không cần phải sống trong thân phận di ẩm nữa. Về phần mình, giám đốc càng quyết định tha thứ cho Haji rồi nha mọi người. Đang đi ký hợp đồng với đối tác, mà đụng đâu anh cũng thấy hình ảnh của Haji. Đúng kiểu ám ảnh luôn chứ không phải nhớ thương đâu ha mọi người. Vì giám đốc Kang bận đi công tác nên cô nàng không phải trốn tránh khi lên nhận quốc nữa. U là trời thoát được giám đốc Kang, ai mà dè còn cửa ải của chủ tịch nữa. Chủ tịch gọi cho cô và còn hẹn gặp nhau. Vì lâu rồi không thấy cô đâu. Đứng lau đầu cái con chim thủy tổ này đói đuổi việc mình mà chưa nói với chủ tịch. Bên nhà trong lúc mơ mộng, cô nàng Yang Seo vô tình phát hiện ra một cái camera giấu kín trong chiếc đèn kia, đã vậy còn đụng mặt cái ông tặng đèn, may nhờ có thư ký cha đến giúp. Tuy nhiên tên này đã kịp vứt chiếc camera kia đi. Cùng lúc này cả giám đốc Kang và Haji đến để gặp ông, và cái kết Haji đã nhận ra việc. Giám đốc càng biết thân phận thực sự của mình, tất cả là nhờ vào cô bạn thân cùng thư ký cha đang ở đồn cảnh sát. Sau đó cả hai cùng đến đồn cảnh sát để giúp thư ký cha và Yang Seo. Hai cô nàng khá ấm ức vì với đoạn clip giao cho phía cảnh sát, tên biến thái ấy nhiều khả năng chỉ bị phạt tiền thôi. Còn giám đốc Kang có vẻ khá quan tâm chuyện này, còn dặn dò thư ký cha phải điều tra thêm về tên biến thái này. Đúng là hảo giám đốc, làm việc gì cũng tới nơi đến chốn. Hôm nay đích thân giám đốc Kang đến để làm việc với tên biến thái hôm qua. Ban đầu tên này còn ngang ngược quanh co, đến khi thư ký cha tung ra đoạn ghi âm của một nạn nhân khác, tên này mới nhỏ nhẹ van xin. Mà thanh niên đi tra hỏi mà còn không quên giới thiệu đôi nét về bản thân, nào là tôi vừa nhiều tiền lại vừa ương bướng, quan trọng là lại còn thông minh nữa. Tất nhiên tên này gặp xui rồi, dám đụng vào người không nên đụng vào thì cái kết chỉ có ngồi nhà đá ngắm gong sắt ngày qua ngày thôi. À mà ngoài giám đốc Kang ra thì anh thư ký cha cũng khá gay gắt với tên này. Còn anh giám đốc Kang này vừa đi về mà lòng thì cay cú, cứ luôn miệng mắng tên biến thái kia. Rõ ràng hai thanh niên này dường như rất để ý đến chuyện vừa rồi luôn á. Cô nàng Harry thấy hai người đang đi đến vội bấm nút biến luôn. Còn giám đốc Kang nghe cô nhân viên kia kêu tên trợ lý xin mà lòng quặn đau, lật đật thử đi tìm Haji nhưng không thấy. Bà núp chi mà lòi cái tóc ra vậy Haji? Tuy nhiên giám đốc phát hiện nhưng lại không gọi cô nàng mà nhắn tin kêu tan làm gặp nhau đi, vì còn chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Hay rồi đây giám đốc Kang quyết định kỳ này tình giả thành thật, vì anh cho rằng ngoài lớp hóa trang và trang phục kia ra thì cô nàng vẫn là Shin Harry thật mà. Anh giám đốc của chúng ta còn chuẩn bị cả dây chuyền rồi thiết kế cả một buổi tỏ tình, và dặn dò nhân viên phục vụ chuẩn bị sẵn sàng khi mình ra dấu. Ngồi chung bàn mặt đối mặt mà bà Harry cứ giải thích mấy chuyện trước đây, rồi còn lôi cả lá đơn thôi việc ra làm người ta thiệt là mất hứng mà. Đã vậy còn xin được thuyết trình, u lật trời giờ này mà thôi việc gì chứ. Giám đốc Kang vô tình đưa tay lên trán gãi đầu, làm cho mấy thanh niên phục vụ tưởng ám hiệu, định mang bánh kem và nến ra nữa chứ. Thôi đúng là thất bại rồi còn đâu. Thư ký cha hỏi thăm giám đốc Kang về buổi tỏ tình, và thanh niên này khá lúng túng tại lần đầu ra trận mà thất bại thảm hại. Thư ký cha không những không động viên, mà còn sắt muối vào trái tim giám đốc của chúng ta, còn bảo hiện tại với Shin Haji thì anh chỉ là tên sếp đáng sợ đang cố đổi việc cô ấy. Từ giờ phải gạt bỏ những tình huống giả trước kia ra và tạo nên những tình huống thật mới được. Hôm nay là ngày cô bạn Haji đi học lớp này. Ngồi chung bàn mà Min U với cô bạn gái thân mật như vậy làm Haji khá sợ. Đi học lớp mà cứ dán mắt vào điện thoại, làm cả lớp trêu Haji có bạn trai rồi, không để mọi người thất vọng. Lỡ rồi Haji nhận bạn trai mình là cái người đi chung buổi hòa nhạc lần trước. Ái chà chà, giám đốc Kang mà biết được chắc mừng đến phát khóc cho xem. Sáng nay giám đốc Kang gọi Haji lên phòng mình sớm, câu đầu tiên hẳn phải la mắng: nghe mọi người mà là tối qua cô khó ngủ à? Tại thấy kiểu Haji trước đây lúc nào cũng tự tin tràn trề, còn hiện tại sức sống đâu mất tiêu hết, không lẽ cô nàng sợ bị đuổi việc thật? Rồi giám đốc xé là đơn trước mặt Haji khiến cô khá ngạc nhiên. Nếu mà đuổi một nhân viên ưu tú như Haji thì quả là thiệt cho anh giám đốc đây. Nghe xong nội năng tăng chóng mặt, cô nàng sức sống tràn trề mừng đến nỗi muốn quỳ lạy giám đốc Kang luôn á. Mà chốt câu của giám đốc là hẹn cô sau giờ làm, vì lý do đang chuẩn bị một dự án sản phẩm mới. Tất nhiên phía Haji vui vẻ chấp nhận thôi, vì vừa nãy còn hứa cống hiến hết mình cho công việc mà. Cô nàng Yang Seo này giờ kêu ám ảnh mấy chuyện quay lén, nên việc y vệ sinh cũng khá e dè. Trong công ty của Yang Seo vui lắm, có cô giám đốc cứ hễ bà vừa khoe món gì là y như rằng đụng hàng với Yang Seo, khiến cô ta rất khó chịu. Cuối cùng đụng mặt hỏi cho ra lẽ luôn, xem người bắt chước liệu có phải là cô giám đốc hay trưởng phòng tôi đây. Rõ ràng rồi cãi tay đôi sao mà lại với Yang Seo. Lần gặp này là ở rạp phim, ủa đi bàn công việc gì mà ở rạp phim. Điều này khiến Haji bất ngờ. Tuy nhiên giám đốc Kang giải thích quá có lý, nên cô nàng chỉ gật đầu mà ok thôi. Giám đốc bao chọn cả rạp phim luôn, còn ân cần sửa ghế cho Haji. Mắt chạm mắt tim đập mạnh làm cô chạy ra ngoài xíu, thì bắt gặp trưởng phòng và phó phòng của mình cũng đang ở trong rạp. Tìm cách tránh nạn thôi, giám đốc Kang nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Ái xì chết tiệt, tới giờ chiếu phim rồi mà hai cái người này còn đòi ở lại xem. Làm giám đốc Kang một phen bẽ mặt với cô lao công. Ở ngoài cặp nam 8 và nữ 8 của chúng ta lại vô tình gặp nhau. Thư ký cha cho Yang Seo đi nhờ xe, trên đường còn hỏi thăm cô về chuyện hôm trước nữa. Còn giám đốc Kang đợi mãi cùng chờ được ba người bọn họ xem phim xong. Hình như phim cảm động lắm khiến phó phòng khóc hết nước mắt. Giám đốc gọi Haji vì chờ mãi mà ba người không chịu giải tán. Cái kết là Haji xin về luôn còn nói sẽ nộp báo cáo về bộ phim sau. Rõ ràng là tại cái tật sĩ diện đang đợi người ta ở trước rạp mà nói dối là đã về đến nhà rồi. Ở trong xe của thư ký Shin, cô nàng Yang Seo đang mắc tè, mà anh thư ký còn bật ba cái nhạc suối chảy róc rách, làm cô nàng chịu không nổi, phải rời khỏi xe gấp tìm chỗ giải quyết bầu tâm sự. Cũng may á có anh thư ký lầy đi theo giúp cô nàng phá khóa cửa. Thôi rồi lượm ơi còn mặt mũi đâu nữa mà nhìn thư ký cha sau này.
Còn phần giám đốc Gang về nhà suy tư ra, ngẫm nghĩ muốn một lần hẹn hò thôi mà khó như vậy sao? Trong lúc họp anh chàng này cũng không thể tập trung được, còn bấm bấm điện thoại xem thông tin của Haji mà cười mỉm. Hôm nay là cuối tuần, một ngày đẹp trời thế này cả nhóm bạn thì đi chơi. Còn cô nàng Haji có anh giám đốc đẹp trai đến đón đi, không phải đi chơi đâu nha mọi người, hai người họ chỉ là đi ăn uống sương sương để bàn việc thôi. Ai mà ngờ được thanh niên này, sau khi hóng hớt ở trang cá nhân của người ta, tìm thấy mấy món mà cô nàng Haji đang lên, cái định dắt cô nàng đi để tạo cảm giác như là trùng hợp. Với tay lái lụa như Harry đã nhanh chóng đưa giám đốc Kang đến nơi, cơ mà có vẻ như quán đấy đã đóng cửa. Kế hoạch tiếp theo anh chàng đưa Haji ra bờ biển, công nhận cảnh đẹp ghê á mọi người. Xa xa có cái xe bán hàng lưu động, dường như cô nàng rất là thích thú, thì ra toàn bộ đều trong sự suy tính của giám đốc Kang cả rồi. Thấy sợ giám đốc trả cho chủ quán nguyên ngày bán, chỉ đổi lấy nụ cười của Haji, chắc khối cô gái mong được như cô nàng Haji này cho mà xem. Rồi Harry vừa ăn vừa trải lòng một chút với giám đốc Kang, anh ta còn bảo không việc gì phải ngại cả, vì quan tâm nhân viên là nghĩa vụ của giám đốc mà. Rõ ràng là rất quan tâm mà còn ngại, anh ta còn hỏi Haji về ước mơ của cô nàng là gì. Có vẻ như họ có chung chí hướng á, đều thích phát triển những món thức ăn nhanh dễ tiếp cận với mọi người. Rõ ràng dưới đây họ thực sự xem nhau là bạn rồi á. Ui kìa, giám đốc Kang lại quỳ xuống và thắt lại dây giày cho Haji, còn không phải định mệnh thì là gì, lần này Yang Seo không cần vẽ ranh giới với thư ký cha nữa. Tới công chuyện luôn rồi, dựa vào thì lời ra mà cả đống vỏ chai thế này thì lời nó ra liên tục. Thư ký cha còn hỏi khó người ta, rõ ràng là biết người ta xấu hổ nên mới tránh mặt. Mà anh trai trả lời tỉnh bơ kêu đó là nhu cầu bình thường mà, thế nên không cần tránh mặt tôi nữa đâu cô nương ơi. Bình thường tính Yang Seo đã thẳng vậy, có rượu và nó thẳng băng luôn, thừa nhận thấy thích thư ký cha từ lúc ở cửa hàng tiện lợi, còn đòi vượt giới hạn chủ động hôn người ta luôn chứ. Tối rồi giám đốc Kang lái xe đưa Haji về, ngoài trời thì mưa có vẻ khá to, giám đốc Kang dường như bị ám ảnh chuyện tai nạn của gia đình khi bé, bỏ Haji một mình ở bên đường, chắc có lẽ sợ mình sẽ không vững tay lái gây tai nạn ảnh hưởng đến Haji. Xui chưa kìa chỉ với cây dù xi cả que và cái điện thoại hết pin làm sao mà về nhà được đây, vừa hay ngoài trời hết mưa, giám đốc quay lại chỗ bỏ Haji xuống, tìm cách liên lạc mà điện thoại cô nàng hết pin nên không liên lạc được. Tại khách sạn Haji gặp tụi bạn cũng đang đi du lịch ở đây, vừa hỏi sang vụ bạn trai thì giám đốc Kang xuất hiện, còn nhận mình là bạn trai của Haji, khiến cả đám bất ngờ ra mặt. Cô nàng Harry chưa kịp phản ứng gì thì giám đốc Kang nhận là bạn trai của cô. Mọi người để ý cái cử chỉ của giám đốc Kang, nó cũng ngôn lù à không ngôn tình lắm nha. Kiểu như anh chàng này vừa cứu Harry một bàn thua với đám bạn nên vẻ mặt khá đắc ý. À mà hội chị em này cứ vắng mặt là nói xấu sau lưng người ta. Đã thế giám đốc Kang lỡ diễn rồi diễn cho tới, trước mặt mọi người móc cái thẻ VIP của ngân hàng ra khoe một thể luôn. Làm mấy cô bạn tròn xoe mắt hết, lúc nào anh chàng cùng ra vẻ quan tâm, làm Harry nhà ta ngượng muốn chết, rồi còn ga lăng quá trời quá đất. Có bạn trai vậy tu chín kiếp là còn quá ít luôn. Chưa hết đâu, lúc có người làm Harry xem té, anh giám đốc còn thể hiện độ hổ báo cáo chồn của mình, mắng tên kia một hơi luôn. U là trời, cái gì mà vừa gặp cô ấy là tôi đã biết nửa kia của đời mình ở đâu rồi, xến gì mà xến thế không biết. Càng về sau càng thấy thêm độ nhây và lầy lội của thanh niên này ngày càng tăng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nói ra mấy lời ngọt lịm thế này chắc phải quen cả chục cô chứ đùa. Còn gì nữa mà nói xấu, mấy cô nương kia ganh tị không hết luôn, còn giám đốc Kang tiếp tục chém gió, chém sao mà Harry rớt ly rượu luôn. Xong mọi việc cũng ok cả rồi, mấy cô bạn kia còn bảo hôm sau sẽ mời Harry buổi đi chơi lại. À mà khi hỏi hai người ở đâu hôm nay, giám đốc Kang còn nói hai người họ ở khách sạn đêm nay vì không kịp đón xe về lại. Đúng là dân chơi đích thực, đã chơi là chơi hết mình. Trở về phòng sau một ngày dài, hai người ở chung một phòng luôn nha mọi người. Cũng phải thôi ở hai phòng xui xui mấy cô bạn kia dòm ngó nữa. Harry đòi ngủ trên sofa, cái giám đốc Kang nói này mới ghê nè, cô cứ ngủ trên sofa, cô ngủ rồi, tôi cũng sẽ bế cô lên giường thôi. Harry nghe xong đơ như cây cơ luôn rồi, lật đật đổi ý không ngủ sofa nữa. Cô bạn này là bạn gái của Minwoo á, nhìn mặt khá cay cú khi Harry vớ được anh bạn trai xịn sò, rõ ràng là ganh tị. Minwoo cũng có mặt rồi, nghe bạn trai Harry nâng hạng phòng cho mình, anh chàng khá ngạc nhiên, nghe tên giám đốc Temu anh chàng càng bất ngờ hơn. Trở lại với Harry, trong nhóm chat tin nhắn liên tục được gửi đến giám đốc Kang, còn nói ai nhắn thế bộ có người nào tán tỉnh cô à. Có vẻ như giám đốc Kang diễn xuất đỉnh quá, làm mấy cô kia tin sái cổ hết. Giám đốc Kang còn đòi nhắn tin dùng nữa cơ, mai lại gặp thêm cả Minwoo, nên Harry khá lo lắng sợ làm giám đốc Kang khó xử. Tuy nhiên, dân chơi mà ngại gì mưa rơi, với phần giám đốc Kang cũng nắm được mối tình đơn phương của Harry rồi nên là chiến thôi. Rồi giám đốc Kang chúc Harry ngủ ngon, nhưng mà bà ngủ ngon thiệt nha, sáng ra giám đốc đã dạy tập thể dục rồi còn bà Harry thì vẫn ngủ. Anh giám đốc còn chuẩn bị sẵn mấy bộ đồ cho Harry, chủ đáo dễ sợ, quay qua cô Yang Seo này, vừa ngủ dậy ngạc nhiên khi thấy mình ở nhà thư ký cha. Một hồi, cô nàng liên tưởng đến cái đêm nồng nhiệt tối qua, đúng là cũng vì dăm ba cái men rượu mà mới khó xử thế này. Cô nàng này đúng kiểu chơi qua đường, còn nói anh hãy quên đi chuyện tối qua, xí xóa hết nhé, để lại nguyên cái chấm hỏi trong đầu thư ký cha. Trở lại với đôi bạn trẻ kia, giám đốc Kang đang có lịch học ở công ty định về sớm. Ai ngờ gặp nhóm bạn Harry rủ đi chơi, anh chàng rời cả lịch họp lại luôn. Họ lên một chiếc du thuyền, nghe giám đốc Kang bảo là của ông mình, vì ông rất thích ra biển câu cá. Harry nhà ta nghe xong chỉ biết cười trừ thôi, chứ anh giám đốc chơi lớn vậy ai chơi lại anh được. Nói thật kiểu này hoài Harry sao kìm lòng nổi đây, cứ quan tâm rồi ga lăng nhất. Khi được Minwoo hỏi hiếm khi nào giám đốc và nhân viên lại hẹn hò nhau, sao hai người lại thành đôi được vậy? Giám đốc Kang nhanh chóng trả lời, tôi phải lòng cô ấy ngay lần gặp đầu tiên, nên chủ động theo đuổi cô ấy.
Harry nghĩ trong bụng rằng phải lòng gì chứ, thấy tôi điên thì có. Ai mà ngờ câu tiếp theo của giám đốc Kang là: tôi chưa gặp ai điên như cô ấy, cảm giác rất mới mẻ. À mà nhớ nhất câu bắt cá tay bạch tuộc, người ta thì bắt cá tay hai tay ba tay tư, còn cô nàng bắt cá tay bạch tuộc. Chưa hết đâu, giám đốc Kang còn kể thêm chuyện bị Harry từ chối cầu hôn hôm trước, làm anh chàng phải bất đắc dĩ bay tận sang Nhật để đi xem mắt. Tuy nhiên càng đi xem mắt thì lúc nào giám đốc Kang cũng nghĩ về Harry, kiểu này nói gì mấy cô bạn kia, kể cả Min-woo cũng phải tin thôi. Quả là chiều nhóm bạn hết mình, khi nghe nói về lần cả nhóm câu được cá cháp đỏ lên, Min-woo trộn gỏi ăn rất ngon. Giám đốc Kang cho thuyền ra khơi câu cá luôn, kỳ này phải có cá cháp cho giám đốc trộn gỏi mới được. Lựa chọn cây cần câu ok nhất rồi chiến thôi. Hình như Harry có gì muốn nói, mà do đang câu coi bên nào nhiều cá, nên thanh niên phớt lờ luôn. Harry không ổn thật rồi, giám đốc Kang dường như rất lo lắng cho Harry, dù có điện thoại ở công ty vẫn không bắt máy, nhanh chóng đưa Harry đến bệnh viện. Quay lại với cặp nam tám nữ tán này, anh chàng thư ký cha sau khi bị chơi qua đường, liền một mình uống rượu và suy nghĩ về Yang Seo cùng hai từ xì xóa. Harry xin lỗi giám đốc Kang về chuyện phiền phức hôm nay, tuy nhiên giám đốc Kang bảo là đừng xin lỗi, vì đó là điều tôi muốn làm và quan trọng là tôi thích cô. Tôi mờ mắt vì ghen chỉ lo hơn thua với bếp trưởng Min-woo, cô gái mình thương bị bệnh cũng không biết nên người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Giám đốc Kang còn nói mình như kẻ ngốc, chưa nghe Harry trả lời gì hết, cô nàng về nhà rồi cứ luôn nghĩ mình đang mơ thôi. Sao giám đốc Kang có thể thích mình được chứ, nay kiểu anh cho em thêm thời gian để suy nghĩ đây mà. Đang định mặc bộ đồ đẹp đi làm, cô nàng bèn thay ra gấp vì hôm trước mới được tỏ tình mà mặc đồ đẹp vậy người ta lại tưởng mỡ. Còn giám đốc Kang đang suy tư thì chủ tịch bước vào còn đòi làm cho ra lẽ chuyện giám đốc Kang chia tay Di ẩm để quen Harry. Tội cho chủ tịch bị hai người xoay như trong chóng luôn. Yang Seo và Harry ai cũng đang đau đầu vì tình, cơ mà nghe Yang Seo bảo đã ngủ với thư ký cha rồi, cô nàng khá bình tĩnh, còn bảo say rồi thì không nhớ gì nữa xin xóa đi. Rồi trong nhóm gửi ảnh Harry và giám đốc Kang đến, làm Yang Seo cũng biết về việc giám đốc Kang tỏ tình Harry. Bữa định ra lấy xe thì Yang Seo gặp ngay thư ký cha. Thư ký cha còn nói Yang Seo đừng tránh mặt anh nữa, và chuyện tối qua không phải là chuyện bốc đồng, mà tôi cũng thích cô từ lúc ở cửa hàng tiện lợi. Đã thế tới luôn, không biết nghĩ gì mà cô nàng nói tức lắm, vì tôi thích anh như vậy mà chuyện tối qua tôi lại không nhớ gì cả. Thôi không nhớ thì mình làm lại cái nữa cho nhớ vậy. Sáng nay lúc đi làm Harry làm gì cũng thấy nhớ giám đốc Kang, tuy nhiên cô nàng khá tự ti về thân phận của mình. Còn anh giám đốc tâm trạng không tốt lắm, vì một tuần trôi qua rồi mà họ chưa gặp nhau hay nói chuyện gì cả. Cơ hội đến rồi, trong kế hoạch ghi hình bổ sung với bếp trưởng có thêm sự góp mặt của Harry. Chắc giám đốc Kang thế nào cũng mò đến cho xem. Không sai mà, Harry lên quay thay cho bạn, thế là giám đốc Kang thấy Harry và Min-woo diễn chung. Trong lúc quay do nhìn giám đốc Kang nên cô nàng bị đứt tay, may mà nhờ thư ký cha cản lại không thì anh chạy đến bên Harry rồi. Lúc đang nói chuyện với Harry ở hành lang thì đột nhiên chủ tịch đến tìm giám đốc Kang, mém tí xảy ra vụ đánh ghen dùng cháu dâu rồi. Còn nói nếu không quay lại với Di ẩm thì đi xem mắt tiếp. Luôn tiện giám đốc Kang bị từ chối thật rồi, Harry bảo rằng hai người quen nhau thực sự không ổn, cơ mà thất bại thì làm lại. Giám đốc Kang hẹn Harry sẽ tiếp tục tỏ tình nữa, bảo cô chuẩn bị tâm lý. Còn nói anh sẽ nỗ lực để không xảy ra những điều mà em lo lắng, vì thế hãy ở bên cạnh anh nhé. Và cuối cùng chiếc hôn đó là câu trả lời thực sự rồi nhé mọi người. U là trời, cái cô nàng Harry này sau khi chủ động hôn giám đốc Kang, tưởng đâu đồng ý rồi. Ai mà ngờ cô nàng kêu do sơ suất thôi, kiểu não nó bị chạm mạch á, nên hơi lắc nhẹ xíu. Đã vậy còn bảo giám đốc Kang hãy xem như chưa xảy ra chuyện gì. Giám đốc Kang bấn loạn luôn, cái chạm mũi đó chắc chắn đã gieo vào đầu hai người một hạt giống rồi, chỉ là vấn đề thời gian chờ nó nảy mầm nữa thôi. Hôm nay TVC quảng cáo của Harry được úp lên và có vẻ như mọi người khá phấn khích và để lại nhiều ý kiến tích cực. Đang loay hoay thì chim thủy tổ gọi đến, cô nàng không bắt máy luôn, mặt mũi nào nửa mà nói chuyện với giám đốc Kang. Sau này giám đốc Kang đến buổi lễ trao tặng quỹ điều trị bệnh ung thư hiếm gặp, anh chàng gặp người phụ nữ có vẻ như người này nhớ giám đốc Kang. Còn nói gì mà long tham CEO, thì ra người này là mẹ của chị giám đốc bên chỗ Yang Seo làm việc. Tin mình đi, thế nào bà ta cũng tìm cách gả con gái cho giám đốc Kang đẹp trai cho mà coi. Harry bị giám đốc Kang bắt vô xe ngồi tâm sự cho ra lẽ chuyện hôm qua. Harry nhà mình còn giải thích nụ hôn đó chỉ là một vụ tai nạn thôi. Rõ ràng là chủ động hơn, người ta trước vậy mà nói là sơ suất, do tôi với giám đốc đứng sát nhau quá nên mới đụng môi, đúng rồi giống như tai nạn va quẹt vậy đó. Tính ra nếu nói vậy thì môi giám đốc Kang là cái bãi giữ xe để Harry nhà mình tông đại vô, đại loại là như vậy á. Tất nhiên đã cố ý va quẹt vào người ta thì chỉ có cách bồi thường thiệt hại thôi nha mọi người. Giám đốc Kang đòi Harry dắt đi ăn ở một nhà hàng sang trọng để bồi hoàn chi phí hôn. Sương sương một bữa ăn của giám đốc có 400.000 won thôi mà, quá đáng lắm luôn, biết người ta nghèo mà còn vậy. Bực mình, cô nàng cãi lại bữa đó đâu phải chỉ mình tôi đâu, giám đốc cũng hợp tác mà, đã thế còn điêu luyện kiểu có kinh nghiệm nhiều á. Nói vậy tức là thanh niên kia cũng có giam ba phần trách nhiệm trong chuyện này. Giám đốc Kang có vừa đâu, còn đòi chịu trách nhiệm với suốt quãng đời còn lại của Harry luôn, kiểu này có lỗ quá không ta. Giờ giám đốc Kang cho Harry chọn, không cần mời ăn cũng được, tuy nhiên phải cho giám đốc Kang hôn lại mới huề nhau, thiệt chứ khôn như ông quê tôi đầy. Tất nhiên Harry bấm bụng mà nhìn giám đốc Kang ăn thôi chứ không lẽ để ổng hôn, tội nghiệp nuốt sao mà nổi. Đã vậy ông kia cứ ăn ngấu nghiến, làm Harry nhớ tới nụ hôn đó nữa, rồi cô nàng chạy vào nhà vệ sinh, hát một bài cho lấy lại tinh thần. Sau đó vừa bước ra thì nhìn thấy giám đốc Kang chơi đàn hay ơi là hay, đúng kiểu soái ca luôn, không biết Harry có rung rinh tí nào không nữa. À mà bữa ăn hôm nay giám đốc Kang trả tiền luôn nhé, còn hẹn lần sau ăn bò nướng tảng. Kiểu này là muốn gặp nhau dài dài đây mà, Yang Seo với thư ký cha cũng hẹn hò nhau, cơ mà đây là chính tay cô nàng này làm luôn á nha.
còn ngon hay không là do thư ký cha, thấy ổng nếm tới đâu là sóng não nó căng tràn đến đó. Đã miễn cưỡng khen ngon rồi mà cô nàng Yang Seo cứ nằng nặc đòi góp ý thật lòng. Thế là có bao nhiêu món anh chàng chê tất, không còn món nào ngon luôn. Chính chủ còn thấy dở thị thực khác sao mà đỡ nổi. Hai cô bạn lại hẹn nhau ra tám chuyện, cô nàng Harry lúc nào cũng tỏ vẻ nói đỡ cho giám đốc Kang. Yang Seo chỉ có nói vô vài câu là Harry khai ra hết chuyện đi ăn với giám đốc. Yang Seo được thư ký cha đưa đi chơi, mà đi leo núi mới ghê, phe này tốn sức nữa rồi. Còn cặp đôi chính của chúng ta có vẻ đang hẹn nhau ở một khu vui chơi. Xe điện đụng này, vòng xoay ngựa gỗ này, bla bla nhiều thứ nữa cơ, mà nhìn giám đốc Kang thấy cưng lắm. Cuối cùng hai người này cũng leo tới lưng chừng núi rồi này. Tuy nhiên lần hẹn hò đầu tiên mà hai người cãi nhau như chó với mèo vậy á, mà vì chuyện của giám đốc Kang với Harry mới đau. Quay trở lại khu vui chơi, chơi mệt rồi giám đốc Kang nằng nặc dẫn Harry đến cuối khu chỉ để ăn cái xúc xích này. Thật ra đây cả câu chuyện dài, năm ấy giám đốc Kang 7 tuổi, lúc đó anh được ăn cùng với bố mẹ tại đây. Và kể từ sau vụ tai nạn, anh chỉ đến đây ăn một mình. Vui lên đi giám đốc, vì sau này có người ăn chung rồi, tất nhiên một cô nàng điên điên như Harry chắc chắn rằng sẽ luôn mang đến tiếng cười. Yang Seo giận dỗi bỏ đi, may mà thư ký cha tìm thấy được nên cô không bị lạc ở trong rừng. Xui cái bị trượt chân bong gân, thế là phiền thư ký cha cõng xuống núi luôn. Người gì đâu mà mê trai thấy sợ, bị vậy còn tâm trạng khen thư ký cha quyến rũ, còn đòi về nhà một đêm nóng bỏng nữa chứ. Harry sau khi nghe điện thoại thì tức tốc chạy đến bệnh viện, thì ra ba của Harry phải nhập viện. Giám đốc Kang nghe tin, liền chuyển giường thường lên giường VIP luôn. Mà Harry không cho ba mẹ mình biết thân phận của giám đốc Kang mà bắt anh chàng diễn vai của phó phòng. Với tài diễn xuất của mình, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng giám đốc Kang sẽ hoàn thành xuất sắc vai diễn này. Đang nói chuyện lòi ra vụ cô nàng này hay tăng ca vào cuối tuần, còn lòi ra vụ thường xuyên mắng chửi giám đốc khi ở nhà. Min U vô tình tìm thấy bản hợp đồng của Harry và giám đốc Kang, vừa ra ngoài nghe giám đốc Kang đòi hôn Harry nên là tiện tay đấm giám đốc Kang một cái luôn. Rồi Harry kéo tay Min U đi để lại giám đốc Kang một mình. Lúc hai người nói chuyện, Harry vẫn luôn bênh vực giám đốc Kang, còn nói đừng có chửi giám đốc Kang, anh ấy không đáng phải nghe những lời đó từ cậu. Câu chuyện có vẻ phức tạp rồi đây. Về nhà Harry nhắn tin cho giám đốc, nhưng nghĩ tới lời Min U hai người sao có thể đến được với nhau nên cô nàng xóa hết. Bên kia giám đốc Kang chắc buồn lắm, lúc ngủ còn gác tay lên trán mà. Coi kìa, đến tận công ty của thư ký cha đưa cơm, còn dặn ăn cho hết nha chưa, ý mà bị giám đốc Kang nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau rồi. Ai kêu phát cẩu lương trước mặt kẻ thất tình làm gì, hại giám đốc Kang mặt căng như dây đàn luôn. Sáng nay chủ tịch đến sớm, bắt giám đốc Kang đi xem mắt nữa, và mọi người thử đón xem là ai nào. Cô nàng Harry trong lúc chơi bóng bị chật tay, còn nghe hung tin, trận đấu hôm nay ai mà giành được MVP sẽ được dùng buổi tối cùng với giám đốc Kang. Dường như khi nghe mấy bạn nữ ở công ty vui vẻ, khi nghe có cơ hội ăn tối cùng giám đốc Kang, cô nàng khá lo lắng. Đã thế thì cười không sợ lửa, cô nàng bó bột cái tay ra sân chiến luôn. Mà tinh thần tốt lắm, cùng lắm lăn ra xỉu thôi, chứ sợ gì hơn sợ mất chồng tương lai, coi cô nàng chơi hết mình chưa kìa, kiểu hết 100% công lực luôn á. Cuối cùng, team cô nàng cũng thắng, và chắc chắn rồi Harry giành được MVP của trận đấu. Chưa mừng được lâu, Harry sững người khi nghe tối nay giám đốc Kang lại đi xem mắt. Nghĩ lại, mấy lời giám đốc nói đúng là khó chịu, rõ ràng là nói sẽ không bỏ cuộc, vậy mà bỏ người ta đi xem mắt. Harry trong nhất thời không về nhà nữa, quyết định gọi cho giám đốc Kang, giọng điệu như trách móc bảo giám đốc Kang ra khỏi đó ngay đi. Ai mà ngờ, giám đốc Kang đâu có đi xem mắt, anh ta còn bảo là sẽ đến nhà Harry để tỏ tình lại. Thấy Harry như vậy giám đốc Kang rất vui, vậy nên sao có thể bỏ mặc cô gái mình thích để đi xem mắt một cô gái khác được chứ? Tôi nghe tôi còn liêu xiêu, nói gì bà Harry nghe trực tiếp, đang tranh thủ chạy đến nhà Harry thì kẹt xe, thế nên hai người bỏ lại xe và đi bộ đến, thế là gặp nhau trên cầu. Và rồi thêm một nụ hôn nữa, như lần này chắc ăn rồi nhé mọi người, Harry nhà mình không có sơ suất nửa đâu. Sau một tuần mòn mỏi lót dép đợi chờ, kết quả không làm chúng ta thất vọng, mở màn với một nụ hôn nồng cháy của chim thủy tổ và nàng bạch tuộc Harry. Và hôm đi xem mắt, người thay thế là thư ký cha nhà bà con. Vì là lần đầu đi xem mắt, thanh niên này chỉ biết ngồi xin lỗi mãi thôi, trong khi cái cô kia vẫn chưa hết sững sờ. Sáng hôm sau, giám đốc Kang gọi điện cho Harry sớm. Ơ mà ông xến lắm nha, nói cái gì mà tối qua anh ngủ không ngon vì anh nhớ Harry quá. Ai xì chết tiệt, cái anh này nói vậy làm người ta khoái gần chết. Coi kìa mọi người, ông đậu xe chờ Harry ở trước cửa từ sớm, hóa ra là muốn hẹn hò một chút trước khi đến công ty. Giám đốc Kang nhà mình còn nói anh chờ được, em cứ thông thả từ từ sửa soạn rồi ra xe anh chờ đi, nhưng mà anh muốn mau chóng được gặp em. Nghe mà muốn dụng chứng với ông thiệt sự, không biết có phải là nói khéo để hối người ta lẹ ra xe không nữa. Quay sang cặp nam tán, nữ tám, sau lần được đãi ăn hôm trước, anh chàng này tự tay nấu cho Yang Seo ăn cho chắc cú, với sẵn tiện định nói về chuyện đi xem mắt thay thì Yang Seo đi mất. Giám đốc Kang đưa Harry đến một nơi, ở đó anh còn tự tay nấu cho Harry ăn nữa nha, ăn thử xem bảo đảm em sẽ nghiện, và bắt anh nấu cho ăn suốt thôi. Cô nàng định chụp lại vài bức ảnh, vì mấy món này nhìn đẹp quá, rồi cô nàng làm rớt chiếc dĩa xuống, thế là lòi ra mấy cái hậu đậu, nào là giày mang chiếc này trước kia. U là trời, người ta lần đầu hồi hộp vậy, mà ổng còn nói mấy câu thả thính thơm ngất ngây, gì mà sao em có thể quá đáng như vậy chứ, em đáng yêu quá đáng làm tim anh đập không ngừng. Không biết thanh niên học ở sách nào, để anh chị em FA nhà mình được khai sáng chung với, chứ thính này chất lượng thật sự. Tầm này thì ngại ngùng gì nữa, sau khi bước ra ngoài, cô nàng Harry đói đi xe bus, vì sợ đi chung xe với giám đốc bị mọi người trong công ty nhìn thấy. Ái chà chà, nay bà gan dễ sợ, còn nói hôm nay là bữa sáng tuyệt nhất đời em đấy, rồi chạy đi mất hút.
Bước vào phòng làm việc với tâm trạng vui vẻ, Harry còn nhận thêm tin vui vì clip quảng cáo nhờ Harry mà đạt được những tín hiệu rất tốt. Giám đốc Kang lên công ty, còn nhờ thư ký cha đặt một đôi giày mới cho Harry, làm cô nàng một phen hú hồn vì sợ đồng nghiệp nghi ngờ mình có bạn trai. Phía giám đốc Kang thì dù đang họp, anh ta cũng liên tục nghĩ về Harry, ai mà ngờ anh chàng này tranh thủ họp, xong là quay ra khoe mấy hình mà mình vẽ được lúc họp cho Harry xem. Tí nữa là độn thổ luôn rồi, may mà thư ký cha với Harry nhanh trí, giám đốc Kang nhà mình nào có chịu ngồi yên, lại gọi cho Harry, đúng kiểu xa em vài giây như cả tháng không gặp. À mà chủ tịch lại bắt giám đốc Kang đi xem mắt tiếp nhà mọi người. Không ngờ ngoài đụng hàng mấy món trang sức quần áo ra, thì đến gu bạn trai của cô nàng Yang Seo cũng bị đụng hàng. Chính xác luôn, cái cô giám đốc này thực sự thích thư ký cha rồi. Hôm nay hai người họ không mặc món nào đụng hàng nhau, tuy nhiên tin nhắn thì đụng hàng nhá, và cả hai đều thừa nhận mình đang hẹn hò nữa chứ. Xem ra sóng gió bắt đầu bay sang cặp nam tán nữ tám này rồi nha mọi người. Không sai sao, khi nghe con mình nói đang hẹn hò, mẹ của giám đốc Ju Jong hiểu lầm là con mình đang qua lại với giám đốc Kang. Thế là bà ta đến tìm chủ tịch, còn đòi chọn luôn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ. Tại công ty hôm nay có cuộc hẹn với bên nhà báo, cậu bạn đầu bếp Min U luôn tiện đến gặp Harry để xin lỗi về sự việc thua lỗ hôm trước, cũng không trách cậu ta được phần nào vì lo lắng cho Harry thôi. À mà Harry cũng khẳng định với Min U, mình quyết định hẹn hò với giám đốc Kang rồi. Rồi hai người trả lời vài câu hỏi báo chí thì giám đốc Kang xuất hiện, còn mời Harry đi ăn tối cùng, lý do là vì cô nàng lần trước giành được giải MVP hôm ở hội thao. Tất nhiên thì có lý do chính đáng để hẹn hò, nên cả hai không phải lo sợ mọi người trong công ty bàn tán. Tới công chuyện rồi mọi người ơi, giám đốc Ju Jong say mềm, còn ở trước cửa nhà thư ký cha luyên thuyên. Thế là thư ký cha đành cho cô ta vô nhà. Xui chưa kìa, bên ngoài cửa, cô nàng Yang Seo mua đồ ăn định rủ thư ký cha ăn chung. May mà thư ký cha nói dối giám đốc Kang đang ở trong nhà, nếu không là nhà cháy to rồi. Giám đốc Kang với Harry đi ăn tối với nhau, nhưng lần này không phải ở chỗ sang trọng gì đâu, mà là một quán quen của Harry. Tại đây, Harry còn giới thiệu anh là bạn trai cho cô chủ quán biết. Nghe vậy, bà chủ con tặng phần ăn cho hai người, thế là máu anh hùng nổi lên. Giám đốc Kang nói hôm nay sẽ trả hết phần ăn cho mọi người trong quán, và ai nấy cũng mừng vui khôn xiết. Khi kết thúc bữa ăn, thì hai người ra ngoài công viên tâm sự mỏng. Harry nhà mình cứ cười miết thôi, cô nàng nói sống tới bấy giờ mới thấy người khao cả quán ăn vặt như thế. Mọi người để ý, không chỉ ngoài ở quán, cô nàng cũng muốn nói với cả công ty rằng giám đốc là bạn trai của tôi đó. Rồi hai ông bà lại phát cẩu lương tiếp, cứ đà này cũng sớm công khai cho công ty biết thôi chứ chịu gì nổi. Trong lúc ăn sáng với giám đốc Kang, chủ tịch tiếp tục thắc mắc trong đầu, sao cái thằng danh này, nó đang hẹn hò với Ju Jong mà không cho mình biết ta? Hay là do mới chia tay dê ẩm không lâu nên nó thấy ngại ngùng? Dưới tầng hầm chung cư, giám đốc Ju Jong khóc nức nở, gọi Yang Seo vào xe để tâm sự. Chuyện là kết thúc rồi, có vẻ như thư ký cha vạch rõ giới hạn với cô ta, làm cô ta quá đỗi đau lòng. Chết rồi mọi người ơi, cô nàng Yang Seo nào có biết cái người ngồi đối diện lại là tình địch của mình. Thậm chí còn khuyên Ju Jong cố gắng lên và đừng từ bỏ fighting. Sáng hôm sau Ju Jong đến tận công ty để tìm gặp cho bằng được thư ký cha. Do được Yang Seo khai sáng nên fan này cô ta quyết tấn công phủ đầu luôn đây mà. Ai ngờ chủ tịch đứng ngoài nghe hết, biết được chuyện Ju Jong sợ quá trời, dí giám đốc Kang chạy vòng vòng luôn. Làm sao mà giấu được, ta ngã hai thứ tóc rồi mà cháu định qua mặt ta sao? Chủ tịch muốn giám đốc Kang nói ra, bữa giờ đang hẹn hò với ai, cứ đà này sớm muộn chủ tịch cũng biết hết thôi. À mà trường phòng với phó phòng của Harry, sau khi nhắn nhầm tin qua nhóm chat, thì lòi ra vụ hai người đang hẹn hò nhau luôn. Thôi cũng mừng cho họ đã thoát kiếp ép. À, do vòng xoáy tình cảm của hai người kia mà vô tình đẩy bà Harry bị kẹt trong nhà vệ sinh rồi, đã vậy còn là nhà vệ sinh nam nữa chứ. Lần gặp lại này, chủ tịch quyết phải làm cho ra ngô ra khoai luôn nha. Con gái mà lại xuất hiện trong nhà vệ sinh nam, cộng thêm cái tên xin Harry mà chủ tịch cây cú hôm trước nữa. Tuy nhiên cũng giống hôm trước, ở nông trại do chủ tịch đang tới công chuyện, chịu hết nổi rồi nên mới tạm cho Harry đi. Và thế là thêm một ấn tượng xấu nữa về Harry được chủ tịch ghi nhận. Tuy nhiên dù tạm thoát khỏi, nhưng Harry vẫn phải viết bản tường trình về sự việc này để trình cho chủ tịch. Kiểu do cô nàng mải xem điện thoại nên mới đi nhầm qua nhà vệ sinh nam. Chủ tịch còn nói, đáng lý phải mắng cho cô nàng này một trận đến phát khóc luôn, đang buồn cả nhóm rủ Harry đi ăn chút gì đó. Đang bàn thì vừng ơi mở ra, sau cánh cửa là giám đốc xuất hiện, thế là cả đám đành phải cho ổng theo luôn. Coi kìa, giám đốc còn tự tay nướng thịt, đúng là có làm thì mới có ăn nha mọi người. Rồi để phá tan bầu không khí căng thẳng giữa sếp và nhân viên đang bao trùm, cả nhóm đề nghị uống rượu theo kiểu bom rượu, đúng là vì em anh có thể làm tất cả, giám đốc tiếp rượu 100% luôn. Tối nay thư ký cha định giới thiệu bạn gái với mẹ, ngạc nhiên chưa khi Yang Seo dẫn ai đến nè mọi người. Trong khi thư ký cha hốt hoảng thì Yang Seo khá tức giận vì thư ký cha sao có thể giúp giám đốc Kang đi xem mắt một cách vô điều kiện như thế. Phe này căng rồi đây, cô nàng Yang Seo quả thật đủ cơ sở để trách móc thư ký cha. Sau bữa ăn Harry, nhìn rất vui cộng thêm trong người lúc này có chút men nửa. Cô nàng vẫn đang thắc mắc về việc chủ tịch liệu có giận mình nhiều không, vì Harry muốn người mà giám đốc Kang yêu quý nhất cũng yêu thương mình. Phải công nhận nhóm của Harry lầy quá trời luôn, xe mềm như vậy rồi mà nghe giám đốc mời tăng hai, ai nấy cũng hào hứng. U là trời, mém tí nữa là hai người bị bạn phát hiện đang nắm tay nhau. May mà họ nhanh trí nói cô bạn này say rồi, chỉ giỏi tự tưởng tượng ra thôi. Ai chà chà, xong cục kẹo rồi nha. Xa xa kia chủ tịch ngồi trên, nhìn thấy hai người họ định nắm tay, kỳ này sao ăn nói gì cho nó ngầu đây. Thay vì để giám đốc Kang trả lời thắc mắc, thì chủ tịch muốn Harry giải thích chuyện này. Người gì đâu mà lúc nào gặp tóc tai cùng rũ rượi, đã vậy hai đứa cứ tỏ vẻ lấp liếm giấu giếm thiệt là đáng ngờ.
May quá không khí đang căng thẳng, tự dưng bộ ba kia từ trong đi ra chào chủ tịch và con nói rằng hôm nay giám đốc Cang mời cả nhóm ăn liên hoan để động viên khích lệ cả nhóm. Tất nhiên được gió rồi thì ta bẻ măng nên mới thoát được kiếp nạn này. Về đến nhà, chủ tịch luôn miệng hỏi về cô gái mà giám đốc Cang đang hẹn hò. Sáng ra bố mẹ của Harry giao tiệm gà rán cho cậu em một ngày để đi thăm bệnh người thân. Còn Harry nhà mình sáng ra đã phải chạy đến nhà Yang Seo để giải quyết tên khốn nào đó. Trời đất quỷ thần ơi, thì ra là con rán thôi nha mọi người. Nghe Yang Seo kể chuyện, có vẻ như cô nàng này vẫn chưa nguôi giận thư ký cha. Hai cô nàng lon ton đi thì nhìn thấy điều kỳ lạ. Giám đốc Cang chơi oẳn tù xì với thư ký cha và kết quả thua thì chung thôi chứ sao. Nay giám đốc nhà mình làm tài xế luôn. Hai cô nàng này cùng bám theo sát nút, thì ra là hai thanh niên kia chạy xe đến chỗ mẹ của thư ký cha. Đây là một trại trẻ mồ côi do Sơ quản lý và nhà tài trợ chính là bố mẹ của giám đốc Cang. Thư ký cha xem Sơ như mẹ của mình. Qua lần nói chuyện này, Yang Seo được hiểu thêm rất nhiều về người mình thương. Sơ còn nói vui là sau này thư ký cha mà có làm Yang Seo buồn thì hãy gọi cho Sơ, Sơ sẽ dắt con đi nhậu. Yang Seo còn chủ động gọi Sơ là mẹ luôn rồi á mọi người. Hai người cứ thế nói chuyện rất hợp nhau. Thư ký cha xin lỗi Yang Seo, còn cô nàng này thì đang kể cho thư ký cha nghe về cuộc sống hiện tại của mình. Hai người do là mới quen biết, kiểu tình yêu sét đánh cái dầm, nên cứ bên nhau và vun đắp tình cảm, rồi tâm sự nhiều hơn với nhau thì chắc chắn rằng hai người có thể luôn luôn gắn kết. Khi nghe Yang Seo nói gặp mẹ mà em lại ăn mặc xấu xí thế này thì thư ký cha nắm tay Yang Seo mà nói, bây giờ em vẫn xinh mà, với lại trong mắt anh em là xinh nhất. Harry nhà mình đang thắc mắc về việc tại sao giám đốc Cang lại để thư ký cha đi xem mắt thay, tất nhiên là vì Harry nên mới làm vậy. Giám đốc Cang kéo Harry lại ôm cô nàng, còn nói cảm ơn em vì đã đón nhận anh. Không quan tâm ai đang nhìn, vì giám đốc Cang ôm bạn gái mình mà, có gì đâu phải ngại. Rồi họ cùng nhau làm một kèo bóng rổ với những bạn nhỏ ở đây, đúng là già cả thật rồi, hai ông bà chơi một hồi ra thở khì khì. Đang chơi mà cậu em gọi Harry về trong quán, tới công chuyện luôn, tưởng đâu là chỉ phải phục vụ một khách thôi. Ai mà ngờ bà thím dẫn nguyên hội bạn leo núi vô luôn, làm cho bốn người phải hết công suất mà làm việc thôi. Giám đốc Cang và Harry cùng nhau rán gà, cô nàng này luôn tiện giới thiệu món gà ở cửa hàng nhà mình cho giám đốc Cang. Tối đến cuối cùng họ cũng xong hết việc, giám đốc Cang chủ động xin lỗi Yang Seo, tuy nhiên cô nàng này nào có chịu bỏ qua, còn đòi giám đốc Cang phải đút lót gì đó mới chịu. Giám đốc Cang bị ướt áo, thế là Harry dẫn anh ta vào phòng của thằng em trai để tìm áo để thay ra. Ấy cha cha, bố và mẹ của Harry về sớm, nhờ cô bạn Yang Seo ở bên ngoài cố gắng câu giờ, nên Harry và giám đốc Cang có thêm thời gian để tìm chỗ trú. Và tất nhiên đó là phòng của Harry, ở ngoài cả nhà đang ngồi nhậu, Harry thì sôi cả ruột lên vì nói mãi mà hai người không chịu đi nghỉ. Đang uống mà hết rượu, bố của Harry vội vô phòng của cô nàng để lấy thêm. Anh giám đốc may mắn tìm được chỗ núp, tuy nhiên coi vẻ mặt sợ hãi thấy cưng chưa kìa. Bà Harry còn xúi bậy, bộ tưởng người ta là chim thủy tổ thiệt hay gì, còn kêu người ta nhảy cửa sổ xuống, nhân lúc bố mẹ lơ là, cuối cùng giám đốc cũng thoát thân an toàn rồi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa, ra ngoài gặp ngay cậu em trai đang đi chơi về, bị bắt quả tang luôn rồi. Lỡ rồi anh nhận luôn là bạn trai Harry, lúc này rồi mà ông còn xến sẩm được, khi được hỏi sao lại chọn chị em không phải bị chị em nắm thóp gì đó chứ. Giám đốc Cang trả lời tỉnh queo luôn, nếu là vậy anh muốn được uy hiếp cả đời, để cả đời không phải xa Harry. Chất lượng chưa mọi người, ở phòng tập gym, Yang Seo đang xem cái clip quay lại cảnh thư ký cha say mềm, nói năng linh tinh khiến anh chàng này ngại gần chết, quyết lấy lại cho bằng được. Vô tình Yang Seo bị mấy tay săn ảnh của ba mình chụp lén. Hôm nay Min U đến nhà Harry, còn mang theo thùng báo ngư gửi tặng cho gia đình, mà thiệt ra đó chỉ là cái cớ để anh đến tìm Harry thôi. Tuy nhiên Harry lại đang gặp bạn gái của Min U, hóa ra là cô bạn này muốn Harry biến mất khỏi tầm mắt của Min U. Thì ra cô ta không hề thích Min U, chỉ vì 7 năm trước Harry bảo thích anh ta, nên cô nàng này mới đồng ý quen Min U. À mà lúc cô ấy chia tay để đi du học, cùng lúc đó lại quen một người khác. Dù Harry biết nhưng không nói với Min U, vì sợ cậu bạn này suy sụp tinh thần thêm. Nửa đêm rồi mà Harry còn gọi cho giám đốc Cang, giám đốc Cang còn nói nhớ Harry. À mà bà Harry này ấm đầu hay sao, gọi để nhắn với giám đốc Cang rằng ngày mai, sau khi tặng ca mình hẹn hò nhau nghiêm túc một chút đi. Harry lên công ty với tâm trạng vui vẻ, nhưng không khí văn phòng không hề vui vẻ, lý do là vì trưởng phòng và phó phòng nhà mình đang giận nhau. Chỉ vì bà chị đó không chịu công khai chuyện hẹn hò của họ với đồng nghiệp. Nghe ý kiến như thế này, chị ta nói hẹn hò trốn công sở chẳng có ích lợi gì đâu. Một trong hai người mà mắc lỗi nhỏ thôi, thì người ta sẽ bảo là chỉ lo yêu đương thôi, rồi lỡ mà chia tay thì bị bàn tán lung la. Sơ ở cô nhi viện đang nói chuyện với chủ tịch, dường như là chủ tịch biết thêm được chút thông tin về cháu dâu rồi. Ở ngoài thi thằng cháu cùng cô cháu dâu đang khá tình tứ dưới mưa đây này, trên xe bus còn tình cảm quá trời. Harry đơ luôn, giám đốc Cang còn làm mấy hành động dễ thương nữa. Còn nói gì mà ở Hàn Quốc, thì đây là lần đầu tiên đi tàu ngầm luôn á. Ngẫm nghĩ đôi khi chúng ta chỉ cần một tình yêu đơn giản vậy thôi là đủ. Coi kìa mọi người, bà Harry tỏ vẻ hiểu biết về mấy bông hoa, tuy nhiên bị giám đốc Cang chỉnh hết. Đã vậy còn tặng cô nàng một bó hoa, khiến ai ai cùng ngưỡng mộ, rồi họ cùng nhau đi ăn, còn vừa ăn, vừa đùa khá là vui vẻ. Chủ tịch cuối cùng cũng biết được thân phận của cô cháu dâu tương lai rồi. Hy vọng khi biết thêm vụ niềm vui thì ông sẽ chấp nhận hai người quen nhau. Harry biết được giám đốc Cang sợ trời mưa nên chủ động ngồi kế bên luôn. Mình nghĩ thêm một thời gian nữa, giám đốc Cang cũng sẽ không còn phải ám ảnh vì trời mưa. Kiểu nghiêm túc một chút, giám đốc Cang định nói điều gì đó, nhưng Harry dường như đã hiểu cả rồi, nên cô nàng nhẹ nhàng ôm giám đốc Cang. Có một chi tiết khá khó hiểu, đoạn Harry bước đi và đóa hoa trên tay cô nàng cũng dần tan biến. Không biết có phải điểm báo gì không, chủ tịch hẹn gặp Harry để nói điều gì đó.
giám đốc Kang vội chạy xe đến. Tuy nhiên khi chủ tịch vừa dứt câu nói Harry đừng gặp giám đốc Kang nữa, thì cũng là lúc giám đốc Kang gặp chuyện. Giám đốc Kang bị tai nạn xe không biết có nghiêm trọng không mà chủ tịch trông rất căng thẳng. Harry cũng vội vàng đến, tuy nhiên phía chủ tịch khá gay gắt, còn cho rằng vì Harry nên cháu mình mới xảy ra tai nạn như vậy. Lần này thì chúng ta yên tâm được rồi, giám đốc nhà mình không sao hết, chỉ bị thương ở tay thôi nhà. Harry nhìn thấy giám đốc Kang bước ra nên cô yên tâm định ra về, ai dè giám đốc Kang níu tay cô nàng lại, còn nghiêm túc tuyên bố với ông mình rằng chúng cháu không hề giả vờ yêu nhau và người yêu của cháu bấy lâu nay chính là Sean Harry. Chủ tịch tức giận vì chuyện này. Thư ký cha dù biết hết cũng không nói với ông, tất nhiên giám đốc Kang nhà mình an toàn gan hùng mặt gấu nên nào có sợ gì đâu. Có nhiều tội lỗi anh nhận về mình hết luôn, chủ tịch lại bắt giám đốc Kang phải nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ với Harry. Nhưng mà giám đốc nhà mình nói luôn, còn ra điều kiện là anh đồng ý nếu như chủ tịch không cần con cháu chắt sau này nữa. Cô bạn Yang Seo chở Harry đi, nhưng hai người đang nói chuyện thì trời đổ mưa. Harry yêu cầu Yang Seo dừng lại và cô nàng chạy đến tìm giám đốc Kang. Lại gặp chủ tịch, như lần này ông không gây gắt nữa mà lặng lặng bỏ đi, nước chảy đá mòn rồi á mọi người. Vừa gặp thì thanh niên này nói, em quay lại vì thấy nhớ anh đấy à, rồi hai người cùng ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Giám đốc Kang kể cho Harry nghe về những ký ức vui vẻ với gia đình mình trước kia. Đúng là rất lâu rồi, anh ta mới lại ngắm mưa như vậy, hoàn toàn là vì cô nàng này hết á. Harry quay lại là vì lo lắng sợ giám đốc Kang ám ảnh chuyện lúc nhỏ. Nghe anh ta kể rằng, lúc đó bố mẹ có hứa rằng sẽ mau chóng về để đưa cả nhà đi công viên. Ngoài trời thì mưa khá to và khuất tầm nhìn khiến cho xe của bố mẹ của anh gặp tai nạn. Và không may lúc đó chủ tịch và giám đốc Kang cũng có mặt và chứng kiến tất cả. Một đứa bé chứng kiến cảnh đau thương như vậy sẽ tạo nên một vết sẹo trong tiềm thức lâu dài. Tuy nhiên giờ đây liều thuốc giúp xóa đi vết sẹo ấy đã xuất hiện rồi. Và kể từ nay giám đốc Kang sẽ không còn phải mắc kẹt trong quá khứ nữa. Ha ha, coi kìa, bà ôm ông ý ngủ tới sáng luôn. Đã vậy còn rất ân cần hôn tạm biệt giám đốc Kang trước khi ra về. Ui là trời, đi chơi nguyên đêm không về nhà, tưởng đâu là tới công chuyện với mẹ rồi. Ai ngờ mẹ của Harry còn khen cô nàng siêng năng dậy sớm đi làm nữa. Cô nàng Harry hậu đậu lại đánh rơi điện thoại trên xe cuối Yang Seo. Do không cầm điện thoại nên cô nàng dường như đã bỏ qua rất nhiều chuyện không hay đang diễn ra. Thì ra tất cả mọi chuyện mà thiên hạ bàn tán đều từ bạn gái yêu dấu của anh chàng đầu bếp gây ra. Cụ thể là cô ta bình luận vào clip quảng cáo của Harry và Min U, kiểu như trách móc đổ hết tội lỗi lên đầu Harry luôn. Này, người ta gọi là ăn không được phá cho bõ đây mà. Harry đến công ty và trưởng phòng thông báo rằng mọi dự án của phòng mình đang làm đều dừng lại và chuyển cho bộ phận khác làm. Tất cả đều do những thông tin và phần bình luận trong clip TVC mang lại. Ở công ty, hết bàn tán vụ clip quảng cáo, mấy anh chị nhân viên ở công ty còn bàn tới vụ tin đồn có nhân viên đang hẹn hò với giám đốc Kang. Nghe chướng tai quá nên phó phòng nhà mình ra tay chặn nguồn dư luận liền. Harry nhà mình nghe mà cảm động đến phát khóc luôn, ha ha, cơ mà nhìn bà Tấu Hải dễ sợ luôn. Cũng phải thôi, có đồng nghiệp tâm lý vậy thì còn gì bằng nửa, phải không mọi người? Không chỉ ở công ty thôi đâu, mà giờ đây đến tận quán gà rán của bố mẹ Harry cũng bắt đầu nhẹ nhóm thông tin kia luôn. Đúng là mạng xã hội ảnh hưởng rộng rãi thật. Tuy nhiên, nhờ Yang Seo dùng kế khao cả quán nên mới ngăn họ nói thêm cho bố mẹ Harry biết. Tại bệnh viện, tình hình giám đốc Kang đã khá hơn rất nhiều rồi. Hôm nay thư ký cha đến chăm bệnh nhân, coi kia ai nhìn vào không biết còn tưởng rằng hai người này là một đôi không á. Giám đốc Kang cứ chọc thư ký cha miết thôi, cứ thì thầm vào tai người ta miết. Do không làm việc nên anh thấy chán, nên nhờ mang đồ từ nhà lên. Ai mà ngờ ông thư ký này tâm lý dễ sợ, còn mang con búp bê mà Harry tặng lên cho giám đốc Kang. Tổng kết thiệt hại cho lần cứu bạn hôm nay của cô nàng Yang Seo là khá nặng lề, kiểu này chắc mang hóa đơn đóng khung treo tường luôn á. Harry không hề có ý sẽ trả đũa bạn gái Min U đâu nha mọi người, vì cô xem chuyện lần này như để trả nợ cho bạn gái Min U thôi và xem như họ hòa nhau. Mà mình thấy bà có nợ gì cái cô gái đáng ghét kia đâu. Nay giám đốc Kang coi bộ không muốn làm chim thủy tổ nữa, chạy đi đâu kiếm được cái điện thoại công cộng gọi cho Harry. Ha ha, mà Harry nhà mình nhận ra ổng ngay luôn nha. Giám đốc Kang cảm nhận được Harry đang lo lắng gì đó, tuy nhiên anh vẫn chưa biết chuyện ở công ty, chứ mà biết anh giải quyết một nốt nhạc là xong. Giám đốc còn nói giờ anh cảm thấy thật nhẹ lòng, anh còn muốn cho tất cả mọi người biết và công khai hẹn hò với em. Vậy nên chúng mình kết hôn. U là trời, tới đoạn kết hôn cảm xúc dâng trào mà cái điện thoại ngắt ngang thật khiến người ta mất hứng. Đang lèm bèm đi về phòng thì giám đốc Kang nghe tin ông đang sắp xếp cho mình sang Mỹ. Giám đốc Kang rất khó chịu, tuy nhiên ông nói cũng có phần đúng mà. Giờ giả dụ mà ông nhượng bộ cho phép cháu đi nữa thì liệu cô bé đó có thể đi làm dưới sự bàn tán của mọi người trong công ty được không? Từ giờ đến lúc mọi chuyện lắng xuống, chủ tịch muốn giám đốc Kang sang quản lý công ty ở Mỹ 2 năm. Sau đó nếu hai đứa vẫn một lòng một dạ thì ông sẽ cho phép. Ý của giám đốc Kang đã quyết rồi, nên là dù 2 năm hay là 20 năm đi chăng nữa cũng không thể xê dịch được. Tại bãi xe ở tầng hầm, bố của Yang Seo đến và nói chuyện với con gái mình và thư ký cha. Rồi ông còn kêu ba chúng ta nên cùng ngồi ăn một bữa. Nhóm của Harry giờ ở vị trí hỗ trợ nên là làm toàn mấy việc chân tay thôi, nhưng chồng ai cũng vui vẻ. Tới công chuyện luôn, chủ tịch cho người gọi Harry đến uống trà nói chuyện. Thì ra muốn Harry chuyển đến nhà máy làm việc hay là nộp đơn xin nghỉ việc đi. Nhờ mấy chị y tá nhiều chuyện mà giám đốc Kang biết được mọi chuyện bất lợi với Harry ở công ty. Không thể chờ thêm, giám đốc Kang tự tay tháo băng gạt và đến công ty. Tuy nhiên muộn rồi, chủ tịch đã nói chuyện xong với Harry. Giám đốc Kang quyết định nếu như chủ tịch cứ làm theo ý mình thì anh sẽ rời khỏi vị trí giám đốc và yêu cầu ông để yên cho Harry. Rồi anh ta vội vàng chạy đến quán gà để tìm Harry, tuy nhiên cô vẫn chưa về nhà. Anh còn kêu ba mẹ Harry là ba mẹ luôn rồi. Hóa ra cuộc trò chuyện giữa chủ tịch và Harry không như mọi người nghĩ đâu. Lúc đó bà Harry không có chịu nghỉ việc,
còn cãi tay đôi với chủ tịch luôn. Tại ấm ức vì một nhân viên ưu tú như mình sao có thể tự dưng xin nghỉ việc như vậy. Ngoài công viên, giám đốc Kang lần này để tìm Harry chỉ còn cách trông cậy vào cậu em vợ này thôi. Ha ha, ông nghe cậu em kêu tiếng anh rể sướng run người luôn á. Rồi bố mẹ của Harry từ lúc được gọi bố mẹ nên sinh nghi, vì vậy nên họ âm thầm đi theo để hỏi cho ra lẽ, vì sợ giám đốc Kang đang làm điều gì có lỗi với Harry. May nhờ cậu em vợ dọn đường nên anh rể đây mới thuận lợi rời đi nha mọi người. Rồi chuyện gì đến cùng đến, bữa ăn này ban đầu giống như một buổi điều tra nhân thân của thư ký cha vậy á. Tuy nhiên ngạc nhiên làm sao khi bố của Yang Seo không hề phản đối tình cảm của cô và thư ký cha đâu nha. Chắc có lẽ vì ông tin tưởng thư ký cha, cái người mà làm thay đổi được tính cách ương bướng của Yang Seo. Coi kìa, tầm này còn ngại gì nữa mà đánh trống lãng hả anh thư ký. Đã chuẩn bị những sẵn sàng rồi thì cầu hôn luôn đi chứ. Thư ký cha lần này thực sự nghiêm túc, lần này anh không để Yang Seo giành nói với mình nữa. Đồng ý lấy anh nhé, chỉ như đó thôi, có cần cầu kỳ hoành tráng gì đâu, ngần này cũng đủ để khiến trái tim một cô gái rung rinh rồi. Harry lang thang một mình từ ngày cho đến đêm, coi lời nhắn trong điện thoại của đứa em mà toàn là mấy lời lo lắng của giám đốc Kang thôi. Harry gọi cho giám đốc Kang bảo rằng mình đang ở tháp Nam San, do lang thang không biết đi đâu, tự dưng lại lạc đến đây. Giám đốc nói em đừng đi đâu cả, ở yên đó, anh đến ngay đây. Dứt lời là anh giám đốc vít ga chạy đến bên Harry liền. Vừa gặp chưa kịp lấy hơi, anh chạy đến ôm Harry ngay lập tức, kiểu như tình cảm ngày không thấy nên giám đốc Kang rất lo lắng, giờ thấy rồi còn hơn tìm được vàng luôn á. Cũng phải thôi, bây giờ đối với giám đốc Kang thì Harry là nhất mà. Hai ông bà thuê hẳn một căn phòng tít trên cao, xong bắt đầu lại phát cẩu lương cho dân chúng xem. À mà lần này mình thích nghĩ kiểu gạo nấu thành cơ thế này, thì nhất định ôm đứa chất về cho chủ tịch bồng cho coi. Sau một đêm rực rỡ, thì bà Harry nhà mình ngủ li bì, trong khi giám đốc Kang đã dậy từ rất sớm. Thì ra là anh đang đợi Harry dậy đi cùng ăn sáng. Quan tâm gì nữa chuyện ngày mai, khi giờ đây hai người đang tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Trở lại với cặp nam tán và nữ tám, có lẽ mọi người phải thất vọng một phen rồi. Bố của Yang Seo đã chấp nhận cho thư ký cha hẹn hò với con gái mình. Ai mà dậy ở sau lưng con gái, ông lại đơn phương liên lạc còn bảo thư ký cha phải chia tay Yang Seo. Vô tình Yang Seo có mặt nên đã giành lấy điện thoại từ tay thư ký cha, điều này khiến cả hai người lo lắng. À mà sắp tới là sinh nhật của Yang Seo đó nha, và thường năm bố mẹ của Harry đều tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Tuy nhiên năm nay chắc sẽ đặc biệt hơn vì cô và Harry không còn FA nữa. Thư ký cha khá lo lắng cho Yang Seo, tuy nhiên mình thấy nét mặt sầu gì đó thì ông mới là người cần được quan tâm. Tới công chuyện thiệt sự, trên đường trở về nhà, bố mẹ của Harry nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn của con gái mình với giám đốc Kang. Cái kết là giám đốc xem ốm đòn với mẹ của Harry rồi, cả nhà ngồi lại nói chuyện của hai người. Giám đốc Kang nhà mình có sao nói vậy thôi nha, ông nói gì mà Harry không làm gì sai cả, mọi chuyện đều do cháu mà ra. Trong mắt cháu, Harry là xinh đẹp nhất thưa bác, nghe mà nổi cả da gà, mà chưa hết đâu nha, còn nữa. Cháu đã từng gặp nhiều cô gái có điều kiện tốt, như người khiến cháu cười và thoải mái mỗi khi cạnh bên duy nhất chỉ có Harry thôi ạ, thế nên cháu không muốn bỏ nữa. Giám đốc Kang nói sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục gia đình, thế nên mong hai bác cho phép cháu hẹn hò với Harry và tiến tới hôn nhân. Bố mẹ Harry nghe thích, nhảy cẫng lên, rồi cả nhà cùng nhau ăn một bữa hoành tráng ăn mừng Harry hết ế. Hôm nay cả nhà vui nên ngoài thức ăn ngon thì không thể thiếu rượu được, ai ai cũng vui vẻ. Tuy nhiên nhìn kỹ thì thấy ánh mắt bố của Harry có điều gì đó lo lắng. Giám đốc Kang ra ngoài để gặp bác trai, anh thắc mắc liệu bác trai có đang giận mình. Câu trả lời là ông không hề giận gì giám đốc Kang đâu, rồi ông kể cho giám đốc Kang nghe đôi điều với tuổi thơ của Harry. Bác trai bảo hồi đó Harry hát rất hay nha, tuy nhiên khi được hỏi có muốn trở thành ca sĩ không thì cô nàng trả lời không. Lên cấp 3 khi vào câu lạc bộ kịch, Harry lại được giao vai chính, nhưng khi hỏi có muốn làm diễn viên không thì câu trả lời vẫn là không. Kiểu ông cho rằng vì ông bố bất tài như mình nên đứa con gái này mới phải từ bỏ những đam mê của bản thân như vậy. May mắn thay giờ đây, Harry nhà mình lại tìm được người tốt như giám đốc Kang đây. Phía giám đốc Kang đã biết trước, khi hai người yêu nhau thì có thể Harry sẽ bị mọi người trong công ty mang ra làm chủ đề để bàn tán, thậm chí bị nói xấu này nọ. Tuy nhiên giám đốc Kang quyết tâm dùng hết sức để bảo vệ Harry, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ luôn là người kế bên và thấu hiểu Harry. Giám đốc Kang quay về nhà, chủ tịch thì đang xem phim rất nhập tâm và có vẻ khá cay cú với tình tiết trong phim. Giám đốc Kang vừa về là báo luôn tin sẽ cưới Harry, còn kêu ông từ bỏ ý định chia rẽ đi, đúng là đau tim với thằng cháu ương bướng này. Lúc ở công ty, giám đốc Kang gặp lại nhóm của Harry ở thang máy và giám đốc Kang khá thản nhiên, khiến phó phòng thắc mắc về chuyện hẹn hò của giám đốc. Sukarna luôn giám đốc Kang bị hớ khi bước ra khỏi thang máy, trong khi mới đến tầng 10 là phòng của Harry chứ không phải tầng của ông hôm đến. Giờ quê quá nên là ông bắt thư ký cha ra đi bộ cùng mình lên tầng 17 cho thư giãn gân cốt. Rồi cậu bạn Min U tìm gặp Harry để chia tay cô và nói một vài chuyện, anh ta đã đặt vé để đi Ý du lịch. À mà EU và Min U chia tay rồi nha mọi người, đáng lý ra ai người họ phải chia tay từ lâu lắm rồi kìa. Cô nàng này còn nhớ Min U chuyển lời xin lỗi đến Harry nữa cũng phải thôi vì cô ta áy náy, vậy nên sao có thể nói trực tiếp lời xin lỗi được. Ngày trở về Min U còn mong muốn mình và Harry có thể lại là bạn bè thân thiết như trước kia. Harry bảo là sẽ cần chút thời gian đấy. Hôm nay Yang Seo đến để gặp bố mình, cô nàng còn làm sẵn một lá đơn xin thôi việc và đặt lên bàn làm việc của ông. Xem ra giữa hai bố con thực sự có khoảng cách quá lớn và Yang Seo nghĩ rằng bố mình chỉ biết đến tiền. Bởi bố cô thì cô không phải là con gái mà chỉ là tài sản. Trước khi ra về, Yang Seo còn nói bố có biết hôm nay là sinh nhật của con không? Harry đang tập trung làm việc thì tự đăng sau giám đốc Kang xuất hiện làm cho Harry bất ngờ, kèm theo đó là lo sợ mọi người biết. Haha, nhớ em thì anh tới thôi chứ lo gì tầm này, hiện ra ổng có lý do chính đáng là tới kiểm tra tiến độ công việc.
Của mà thấy nhân viên khác thì ổng bà cùng nháo nhầu lên để tìm chủ trốn. Đằng bên cạnh Harry thì phó giám đốc gọi đến báo tin chủ tịch nhập viện, ai mà dè chủ tịch định diễn sâu, tuy nhiên cái điện thoại bán đứng ông rồi. Giám đốc càng biết chủ tịch giả bệnh để xem lần này anh đối phó thế nào. Ha ha, thấy cháu dâu đến mà chủ tịch đuổi như đuổi tà, nhưng mà cuối cùng việc gì cũng phải đến tay Harry mới xong nha. Vẫn giúp ông cái nắp bình nè, đỡ bác chủ tịch đi đến nhà vệ sinh nữa. Hòa ra đây lại là một cách khá hay để giúp Harry lấy lại thiện cảm với chủ tịch. Iang-su về đến phòng được thư ký cho tận tay nấu cho mấy món ăn rất ngon. Tuy nhiên hôm nay thực sự cô nàng này đã phải trải qua áp lực quá lớn rồi. Nhưng mà rồi mọi chuyện cùng qua thôi, có thư cha kế bên rồi, cùng lắm về nhà anh thư ký lo hết. Đồ chứ với tình cách của Iang-su thì cô nàng định mở một công ty cho riêng mình. Ha ha, của chồng công vợ mà đúng không mọi người. Anh thư ký chấp nhận dùng tiền tiết kiệm của bản thân để đầu tư cho Iang-su, tuy nhiên điều kiện cần là cô nàng phải có kế hoạch kinh doanh rõ ràng. Tại bệnh viện lúc trời trở lại như vậy mà Harry nhà mình nấu trà sát sẵn hoa gì đó thơm nức mũi khiến chủ tịch không thể nào nằm yên được. Đã vậy con bổ thêm lòng đỏ trứng lửa, đúng là ngất ngây con gà tây. Thứ gì chịu cho nổi đây bác chủ tịch ơi. Chủ tịch làm một ngụ mà lòng ngây ngất, trong mặt chủ tịch vui thích lắm nha mọi người. Con đường nhanh nhất để đi đến trái tim một người có lẽ là đường ăn uống. Chưa đậu lúc chủ tịch bật TV lên ngay chương trình về mấy con cá cháp đỏ đúng chuyên môn của Harry. Thế là do đúng sóng rồi, hai người vui vẻ trò chuyện. Chủ tịch còn khoe lúc trai tráng ông còn câu được cá mập luôn chứ ba con cháp đỏ đó có là nhầm nhò gì đâu. Nói cọ sách mách có chứng, ông đưa điện thoại cho Harry xem ảnh của mình lướt tới đâu là gửi khoai chí tới đó. Đang vui vẻ cái ông nhớ lại đang giận mà nên lấy điện thoại, không cho Harry xem tiếp. Bật sang kênh ca nhạc lại đúng chủ đề nửa, ngay sau luôn Harry tiện cái miệng chủ tài ca hát cho chủ tịch nghe. Cứ đã này thế nào chủ tịch cũng siêu lòng thôi. Giám đốc Kang sau khi do việc liền đến động viên, Harry còn bảo cô không có gì phải vội, cứ từ từ thuyết phục ông. Thì hình bệnh của ông có vẻ nghiêm trọng rồi, không đơn giản chỉ là da vơ nửa. Không thể thực hiện phẫu thuật cho ông vì tuổi của ông đã cao không thể đảm bảo đủ sức khỏe. Chỉ có cách đưa ông ra nước ngoài điều trị thôi. Thường ngày đi câu cá có mình, nay hai thằng cháu còn chủ động đến thi câu cá với ông. Giám đốc Kang còn nói ông đừng lo lắng, cháu sẽ tìm cách để chữa bệnh cho ông. Thư ký cho lần này chịu gọi chủ tịch là ông rồi, còn nói ông là ngọn núi của bọn cháu vì thế phải thật khỏe mạnh để làm chủ dựa cho bọn cháu. Hẹn gặp Harry để báo tin sắp tới anh định sẽ đưa ông sang Mỹ để chữa căn bệnh liên quan đến mạch máu của ông. Giám đốc Kang còn đề nghị Harry cùng đi với mình. Có vẻ ích kỷ khi yêu cầu như vậy nhưng thật lòng thì anh rất muốn đi cùng cô. Harry thì lại nghĩ xa hơn, cô lo sợ sự xì xào từ mọi người ở công ty. Và dĩ nhiên quan trọng cô sợ ảnh hưởng đến giám đốc Kang. Thì anh đang rất bất an vì chủ tịch ngoài là người ông còn là người ba và mẹ của anh, vậy nên anh không thể mất ông được. Sau một hồi làm công tác tư tưởng thì Harry cũng thành công trong việc an ủi giám đốc Kang và khiến anh có lòng tin hơn. U là trời, sau một thời gian thì phó phòng GIE cũng ngói lên được chức trưởng phòng của phòng phát triển 4. Đã vậy còn động hàng dân phẩm với bên phòng mục của Harry, lúc có nhân viên khác ổng lên mặt thấy sợ. Có lúc không có ai thì trở thành cuốn con dễ thương. Nói chứ không nhận từ mấy tập đầu đến giờ mình khá thích tính cách của phó phòng GIE luôn nha. Trở lại với anh chàng thư ký cha, anh ta đang loay hoài xây dựng một mái ấm nhỏ trông cùng đẹp lắm nha. Y Gang Seo gọi cho thư ký cha vì cô nàng hộng động để quên cái USB ở nhà nên nhờ anh mang đến. Mà hai người nói chuyện mùi mẫn lắm nha, anh yêu em, con nàng thì em cũng yêu anh. Ha ha, tại quán gà rán bố mẹ của Harry đang tránh cãi về cậu con dễ dỏ răng. Mẹ Harry có vẻ trách móc giám đốc Kang lo làm việc bên đó mà không chịu về để con gái mình đợi. Còn bố thì lúc nào cũng binh vực con dễ tương lai. Coi kể mới sao ra mà thằng em trời đánh đã đem hung tin tới, gì mà anh dễ có tin đồn tình ái. Miệng thì bảo không sao nhưng lòng thì giận tan tắc khi không liên lạc được với giám đốc Kang. Kết quả là Harry định chơi lớn định bay sang Mỹ tìm gặp giám đốc Kang luôn. Ui là trời, ổng về hồi nào rồi có định tạo bất ngờ cho Harry. Biết là có tin đồn tình ái mà còn bơ người ta, nghe giám đốc Kang bảo chỉ là tin giả thôi. À mà chủ tịch sức khỏe cũng đã ổn và ông sẽ về vào tuần sau nha mọi người. Thế là sau bao ngày nhung nhớ, Harry đòi giám đốc Kang ôm mình cái cho đỡ dìm. Xong cả hai cùng nhau đi dạo, rồi dưới khung cảnh lãng mạn cộng thêm một chút nhớ nhung đã lâu, giám đốc Kang lấy nhẫn ra và chính thức cầu hôn Harry. Đeo nhẫn của người ta rồi mà bà còn đồng niu, nói gì mà em chưa đồng ý nha. Ha ha, còn bảo giám đốc Kang nói yêu em đi rồi gì mà anh phải tốt với em nhé. Vậy đó, cuối cùng cái kết cùng viên mãn dành cho hai cặp đôi của chúng ta. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.